rồi làm như anh lo lắng, anh quan tâm. Và hỏi sau khi chia tay, em đã yêu thêm một người khác. Rồi thản nhiên, sao có thể không biết là em học yêu bản thân hơn, em học quen với cô đơn. Cô quên một điều mà em ngỡ là quý vị. Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Gửi Người Yêu Cũ. Bài hát này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016 trong đêm nhạc ở Hà Nội, đêm nhạc có tên là Love Song. Và ngay từ khi ra mắt, bài hát này đã trở thành một hiện tượng trên các trang mạng xã hội. Và ngày hôm nay chúng ta đã nghe lại bài hát này với phần trình diễn của Đan Trang và Pascal Ngọc Tân. Với một tiết mục đặc sắc như thế này thì tôi nghĩ rằng là ai cũng muốn chia sẻ về cảm xúc của mình. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Một cái đoạn trước khi lên cao trào thì một trong hai bạn đưa tay ra và người còn lại nắm tay. Đoan Trang đưa ra rất là cương quyết, một cái sự tiếp sức vào á. Và sau đó là cả hai người, Đoan Trang bè cao lên, còn em thì cứ miên man trong cảm xúc, nó cứ lên. Và đúng là trong phần này nó không có sự tranh chấp nhau. Cái tinh thần của hai người đều là cùng dìu nhau, cùng bay. Đó là cái điều mà anh cảm thấy nó giá trị nhất của cái tiết mục này. Mà anh Nam biết sao không?
Mình nhìn họ hát mình biết luôn tính cách của họ ngoài đời. Cô bé này ngoài đời sống rất cởi mở, có nỗi buồn em nói được cho người ta nghe, nên có niềm vui em biết cách san sẻ, em đưa tay trước. Nhưng cái cậu Tân này, nỗi buồn mà đến với em khó nhả ra, đúng không? Em là người sống rất nội tâm, em có buồn cũng dám cho người ta biết, cái gì cũng nuốt ở trong, mới hát được kiểu đó. Mới nói chị Cẩm Ly y chang, rồi hôm nay anh gặp em, hai người cho anh cái cảm giác, cái feeling y chang. Nhìn Cẩm Ly với Minh Tuyết, chị Minh Tuyết có thể nỗi buồn đến với chị sẽ dễ dàng cho trôi qua. Chị Cẩm Ly nhìn thì có vẻ là hiền hậu, nhưng mà thật sự là một cái gì đó mà đến với chị Cẩm Ly á, chị giữ luôn trong đó, nhả ra không được. Cái điện nó chạm nhau. Nghĩa có nhớ Ly có hay tâm sự cái cảm giác mà tự nhiên xong một cái bài hát mà cái tim nó đập không? Dạ có. Bây giờ nó đang đập rất là mạnh, không biết nói sao cho Nghĩa hiểu ý đó khi không? Khi mà chị Ly chỉ xem một tiết mục nào đó mà nó chạm tới cái ngưỡng cảm xúc của chị á, thì tim chỉ đập mạnh và chỉ gần như chỉ không biết nói cái gì không nữa. Không có thở được. Đây nè, dân gian có một từ để diễn tả à. Sướng. Chị phải nói liền, tại vì cái cảm xúc nó đang dâng lên. Thực sự bản thân chị từ lúc mà những ngày đầu Hà vào nghề, chị vẫn thích ở Hà là giọng hát về tình cảm, về phần hồn rất là nhiều, mà không phải ai cũng có thể có được. Mà đặc biệt trong giọng Hà có một cái sự từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nó da diết, nó rây rứt, nó bùng nổ, tất cả đều có trong Hà. Và cái cách hát của Hà là cái cách hát tự sự, từng câu như nói. Và hôm nay khi tụi em hát cái bài này, chị càng thấy phấn khích, và là chị tìm thấy được, chị nghe được, chị cảm nhận được. Chị mới hỏi trước Trang là chỗ cái đoạn mà đúng ra là em phải hát, sao em không hát vậy? Dạ, tại vì em thấy bạn lỡ cảm xúc mãnh liệt quá, và cái điều đó rất là quý giá, nên em muốn được bè cho bạn. Tại vì lúc đó chị thấy đúng ra Tân nhìn qua và em lắc đầu. Và rất là hay là Tân đi luôn cái mạch cảm xúc đó. Và từ cái mạch cảm xúc đó là lên cái tông nữa, là bắt đầu Tân đẩy cái cung bậc thăng hoa lên. Tân, chị không có biết nói gì hết, chị muốn ôm em cái thôi. Thực sự ra ở em thì trong cái bài hát này, cái cách hát của em nó rất là tinh tế. Trên cái gương mặt, cái biểu cảm của em, tất cả chị thấy được những cái nội tâm bên trong, khiến cho tim chị đập rất là mạnh. Cảm ơn chị. Ok, ca sĩ Minh Tuyết, em thấy chị dính sát vô ghế mà chị giống như chị ngừng thở luôn á. Chị gồng người như thế này nè, cảm xúc của chị lúc đó như thế nào ạ? Tân lại làm rất đúng và rất giống những gì chị nói với Đan Trang có dòng trước. Hà hát cái câu như là biển yêu đuôi muốn em che hết. Chị hết, em hiểu không? Em che hết cái sự nó nức nở. Tân đã làm được những cái đó mà chị cảm thấy nó sướng quá. Chị thấy sướng quá. Vậy câu cuối cùng là cái câu gì nào? Chị thế nào? Nếu như không mạnh mẽ thế nào? Em biết phải thế nào? Đúng rồi. Đó, giống như nó sâu từ trong trái tim ra. Và người ta nói là bắt chước cái bề ngoài nó dễ, nhưng bên cái trong nội tâm nó mới là cái điều khó vô cùng. Đúng. Và Tân đã làm được điều đó. Và cũng nhờ Đan Trang bè cho Tân nên đẩy cái bài hát này lên tới tột đỉnh và cao trào. Cho nên tiết mục này phải dành một tràng pháo tay thật lớn cho cả hai bạn. Hai bạn cộng lại chia đôi sẽ ra một phiên bản tuyệt vời của Hà Hồn. Đan Trang có sự giải phóng của cơ thể, nhưng mà thật sự ra đó, em không giấu được là em vẫn là một cô bé tuổi còn rất nhỏ. Nghe anh nói ở vòng trước nên em làm tốt hơn ở vòng này, chứ nó không đến từ nội tâm của em. Một động tác khi đưa ra mà có nội tâm nó khác. Hiện nay em đang vẽ được hình tượng Hà Hồ trên sân khấu, nhưng chưa vẽ được bên trong. Họa hổ, họa bì nan, họa cốt là như thế. Nhưng mà hôm nay Ngọc Tân làm anh rất là bất ngờ. Ngọc Tân hát bằng sự cảm nhận của Hà Hồ. Cái cách nhả chữ của Tân, từng chữ một, ngắt nghỉ nhịp rất hợp lý. Đó là cái điều mà bé Đan Trang rất vội vã lướt qua, vì em chưa có trải nghiệm về điều đó. Em phải hiểu, em mới đủ sức để chậm lại giống Tân mà không trễ nhịp câu sau. Cái đó là cái khi người ta đã cảm nhận, người ta ngấm mình vào trong âm nhạc mới làm được. Nhưng Tân lại thiếu cái sự giải phóng cơ thể. Nhắm mắt lại sẽ rất tuyệt vời, nhưng mở mắt ra thì thấy Tân hơi nhỏ bé so với những gì Tân đã làm với giọng hát của mình. Vì vậy, hãy
thoải mái hơn một tí nữa thì người ta cảm nhận Tân nó tuyệt vời y như giọng hát của mình. Nói một hồi em tưởng tượng này giống như là bên đây là cái vỏ bọc bánh bao, còn bên đây là cái nhân bánh bao. Cái vỏ hay cái nhân cái nào sao mà cũng phải hay ngon. Dạ. Nhạc nó thì lắm. Mới tạo thành một cái bánh bao ngon được đúng không ạ? Đẩy qua với bánh tâm bao hồn được ăn rồi. Uống à. Dạ. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai em đã có một màn trình diễn quá thành công. Chúc mừng hai bạn. Tôi phải sầu rơi chợt ai tắt lưới canh thâu bằng những lời nỉ non còn đau luyến tiếc muôn màng than trách thân phận mình ngổn ngang trăm mối như ta ngày xưa ai cũng vì giàu mặn nồng gối chăn lư hương phai nhạt sao chàng nỡ quên tình em thật sương đeo náo nùng trong đêm tiếc thương với ai quên bạn tuy nghèo nhưng tình thủy chung sắc son tao con gái
Dạ thưa quý vị, có lẽ là một cái hình ảnh rất lạ của ca sĩ Minh Tuyết phải không ạ? Nào giờ thấy chị Tuyết luôn luôn với những bộ đầm dạ hội hoặc là những cái bộ đầm ngắn cực kỳ quyến rũ và bốc lửa trên sân khấu. Ít ai nhìn thấy chị Tuyết mặc áo dài. Minh Tuyết với Cẩm Ly đã từng hát song ca trên sân khấu. Hai chị em mặc hai cái áo dài trắng, có hai con thật sùng bám phía trước. Dạ, dòm từ xa dòm tưởng hai con cá sấu không à. Có một cái điều khác nhau á mà chúng ta phải để ý như thế này. Minh Tuyết với lại Cẩm Ly thì mặc hai con thạch sùng, đó là hai con thạch sùng cơ bản. Còn Thanh Mộng đang mặc một con thạch sùng có chữa ham. Ừ, nó mai hơi lớn ra, như cái dòng bụng nó hơi bự chút xíu. Cũng khen ngợi, hát cũng ok, tốt. Nhưng mà là tại vì Tuyết hát nhạc này khác với mọi người, là vì Tuyết là ca sĩ hát nhạc pop. Khi hát nhạc này nó cũng sẽ mang cái âm hưởng của ca sĩ nhạc pop hát nhạc này. Ai nói tôi không hát giống dân ca? Có dân ca nhưng mà cái chất nó ngộ lắm, nghe ra vẫn là nhạc pop mà. Nó có đâu, tôi hát dân ca đàng hoàng, phải không fan của tôi? Bây giờ ca một câu mới tin chứ giờ không nói không tin. Tại tôi ngạt mũi tôi hát không được. Bởi vì đâu phải là fan của tôi nên đâu có biết tôi hát dân ca được. Trời ơi biết đó. Nhưng mà nãy các bạn nghe đúng không, bạn không nghe cũng là ca sĩ nhạc pop hát dân ca. Xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Fan đó nha, fan á. Anh có chú ý là như này, em rất tập trung và không bị phân tâm trong cái phần trình diễn vừa rồi. Lúc mà em vừa bước ra, bước mà chéo nữa và áo dài tung bay nhẹ nhẹ thì anh Trấn Thành dưới này anh đứng lên và anh cười, rồi sau đó là muốn đập đầu vào ghế của chị Tư Cẩm Ly bởi vì anh thấy em cưng quá. Và như những tập trước thì em sẽ bị phân tâm hoặc là một số thí sinh thì sẽ bị mất cái cảm xúc đó, thì anh thấy là em sau đó em vẫn phớt lờ và em vẫn diễn, em giống như em nhìn đi chỗ khác, em nhìn ổng nữa. Nhưng mà hôm nay xuất hiện với tà áo dài giống như một cái món ăn, gọi là em giống y như là một cái gia vị mới á. Oh my god, muốn ăn con thạch sùng. Giám khảo quý thí sinh mà như một món ăn, muốn mang con thạch sùng đi nướng ăn luôn. Anh lỡ lời, anh muốn ăn nhậu gì ở đây? Hiểu Thành hiểu dạ. Bác Nam hung hăng. Hung hăng chẳng hỏi chẳng tra, đang tâm vùi liễu dập hoa tơi bời. Trời ơi, trời ơi, ta đã hiểu rồi. Anh Nam anh tưởng là Thúy Kiều. Cái câu đó đó là trong cái đoạn mà Kiều bị xử án đó. Anh Nam anh tưởng là Thúy Kiều. Thấy uất ức quá. Người đâu thơ phúng tơi bời, rau răm mà tưởng thân người là hoa. Trước đây anh đã dành những tình cảm tốt đẹp cho em mà. Ủa em vậy nói à? Anh là râu răm. Gió đưa cây cải về trời. Râu răm ở lại chịu lời đắng cay. Khóc nữa kìa, người ta còn khóc nữa kìa. Trời ơi khóc nữa, trời đó ơi. Đó là đỉnh cao của cái sự diễn sâu đó. Uất ức quá. Hôm nay thôi mình ngưng cái vụ mà hội thơ lại được không? Chờ đến hội qua xuân mình làm luôn lần. Dạ. Lò qua thí sinh nó ngủ tới nơi giờ nó buồn. Nói chung dạ. Em rất là giải trí. Không, em thấy giám khảo giải trí hơn à. Mà lần nào ông dạng bé ra diễn nghiêm túc hết sức mà giám khảo tả hơi thấy lầy lội dễ sợ luôn. Do cái áo, cũng là do con thằng lằn, tôi nói thiệt. Tạm biệt em nha. Cảm ơn em rất nhiều. Lùng buốt ra nỗi cô đơn riêng mình ta, và mùa đông một trời trắng xóa cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong trong bóng người quay về. Về đây anh tìm về quá khứ đã cho đôi ta mong mơ. Về đây anh một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, chắc anh không nỡ lòng ra đi. Em yêu anh trong giấc mơ trong những cơn say, một trời ân ái mình hãy sống vui. Thời gian ta bên nhau quên hết đủ
về đây anh tìm về quá khứ đã cho đôi ta mong mơ. Về đây anh một trẻ như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, chắc anh không nỡ lòng ra đi. Em yêu anh trong giấc mơ này, em yêu anh trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lời thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến. Ủa, mình có gì vui dữ vậy? Vui lắm em. Dạ. Như anh đã nói, Thanh Mộng là coi như là yếu tố giải trí cực đỉnh. Yeah, cái nguồn giải trí của anh mà. Tôi khoái cái đoạn mà ra bên cầu Dịch Lụa đó, tung lùa. Trời, thích cái đoạn này dễ sợ. Có duyên, làm có duyên lắm. Giống Minh Tuyết lắm. Cưng. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh cũng rất là thích lúc mà em xuất hiện ở phía tầng trên sân khấu và đứng quay ngược lại đó, rồi dancer đứng xung quanh là đúng chất là chị ba diva luôn. Đúng, đứng rất là nữ hoàng và rất là đẹp, cái tà màu đỏ phía sau và nguyên một cái set bố trí rất là đẹp ha. Có một cái chuyển sân khấu thì nhóm múa che vào và để cho em xé cái tà để em quăng á, thì anh ước giá như á mình xé trực tiếp và khán giả thấy luôn. Đúng. Nhưng mà phải tập thật đẹp, giống như một cái động tác mình vừa đi vũ đạo tung là bước một cái thì cái tà vừa rớt ra luôn mà vẫn rất là đẹp, thì thấy em càng nữ quyền hơn và sexy giống với chị Minh Tuyết hơn, chứ chị không có núp ở trong kia không, để mà không làm vậy đâu. Thực sự là cái bài đó là Tuyết có núp đằng sau vũ đoàn, nhưng bởi vì người ta nói là cái tình tiết á nó quan trọng lắm để mà mình build up, có như là mình phát triển cái tình tiết đó lên. Đó tình tiết nó lên là khi mà vũ đoàn mà khi em xé cái váy ra em giục rồi, khi mà vũ đoàn nó vừa xuất hiện một cái là em phải có một cái động tác để người ta cảm nhận rằng là mình bắt đầu mình vô một cái bài dance. Nhưng mà tại vì cái bài của chị lại nó vô dance ngay lúc đó liền, bài của em lại slow. Cho nên nếu mà cái bài của em ngay cái chỗ đó, ví dụ nhạc nó bị chậm đi, thì mình sẽ không làm giống như chị được. Thì em sẽ tháo nhẹ hơn, có là em tháo nhẹ ra dục qua. Còn bây giờ nếu bài chị nhanh, khi em tháo ra, khi qua mà nhanh rồi á, thì khi nhạc nó vừa vô là em phải bàn ra liền nè. Có nghĩa là em phải có cái động tác để mà người ta thấy là bắt đầu tôi đây bộ tôi đồ chuẩn mới bị đúng không? Tôi chuẩn bị tôi bước đây, ra bộ đồ mới. Và khi cái nhạc nó nhanh á thì cái bước đi của mình nó cũng phải rất luôn là cứng cáp và chắc chắn, rất là chắc chắn, như là cái thần thái của mình nó phải có, thì cái beat của nó mới làm cho người ta cảm nhận rằng là em đang hát nhạc nhanh. Và với những tiết tấu nhảy như này, cô Minh Tuyết nhảy qua nhảy lại mà là cổ hay chơi cái mái tóc á, chơi với mái tóc á, hất qua một cái như này là đúng nha. Đúng rồi, và cổ lướt qua lướt lại là mái tóc sẽ đổ và lát một chút xíu nữa là sẽ hất lại. Tức là chơi với mái tóc rất nhiều và lần mái tóc sau nó tung bay luôn. À. Cái này là đúng nè, lần sau em kêu stylist làm cái đầu em xù hơn nữa, bung hơn nữa. Tại vì Minh Tuyết, anh làm chung anh biết, 2 tiếng đồng hồ để ngồi hất cái đầu thôi. Khi bước ra sân khấu, hãy tìm hiểu với thần tượng của mình.
người ta mê cái gì, chú trọng những cái gì. Người ta mê mái tóc, phải làm mái tóc phồng lên. Không. Đau lòng hát, hớp, chị ba cào cào. Cào cào, có thể có cái vụ sỏ vô cào cào. Thấy chưa? Nói vậy sexy. Em nó hoang mang, không phải. Có nghĩa là khi mà em hát nhạc nhanh, cái tư thế của mình á, nếu mà em muốn đứng chẳng hạn vậy á, thì em phải có một cái độ trụ. Và cái nhạc, cái nhịp em nó phải có trong người em. Đúng rồi. Còn ví dụ là cái hất tóc, ví dụ là em hất, hoặc là trong giấc mơ này, những cơn say, những cái hất như vậy nè, là để làm gì? Để mình làm, khi mình không có những cái bước nhảy nhiều, thì những cái động tác mình hất tóc, hất qua hất lại, hay là những tóc quỵ, hoặc là những cái tóc mình nhúng như vậy nè, là những cái là mình lấy nhịp, mình tạo cái cảm giác là nó sung. Khi mà mình không có những cái step bước nhảy nhiều, thì đó là cái mà em cần phải có được. Tại vì khi mà em nhúng, em mới nhúng như nè, nó không có giống chị. Thứ nhất, nó không đúng cái nhịp mà nó dập như vậy. Cái dập, cái nhịp nó dập vậy, thì mình phải có những cái bước nhảy nó giống như vậy. Cái người, cái hình thành giới thế. Và đó là Về đâu mái tóc người thương, thưa quý vị. Em giới thiệu về mình nào. Xin được chào bốn vị giám khảo cũng như là hai MC, cũng như là tất cả quý vị khán giả. Em tên là Tiến Huy, em đến từ Khánh Hòa. Tiến Huy đến từ Khánh Hòa. Mấy ý kiến từ giám khảo Cẩm Ly. Chỉ khẳng định là một điều là em có cái âm sắc giọng của Quang Lê rất là giống. Tại vì nó bén nữa và nó sắc nét. Nhưng về cái phần mà gọi là cái bắt chước mà luyến lấy và những cái nhấn nhá thì em lại thiếu. Em lại thiếu, trong khi là bạn Hoài Lê thì lại có cái đó, nhưng lại không có cái âm sắc của anh Quang Lê. Rõ ràng như em, giọng của bạn đó thì trầm hơn mà nó không có bén như em. Em có được cái lợi thế đó. Bài này thật sự không có dễ hát. Tại vì những cái luyến của nó em không có đủ hơi, nó luyến rất là nhiều. Với lại chị nói nghe nè, hồi nãy giờ mọi người cứ bàn tán về cái vụ mà Lê hát hay nhắm mắt á, em quên, em nhắm nguyên một bài luôn, chị không thấy con mắt em đâu luôn á. Quá nhiều cái tối ta buồn ngủ. Ta không muốn mở con mắt ra nữa. Cái sao em nhắm không, em không mở con mắt ra chị xem một lần nào luôn á, em nhắm em hát suốt nguyên một bài luôn rồi không có thấy luôn nữa. Em bị cận cho nên tháo kính ra, mắt em nhìn như là không có được mở cho to lắm được à. Không có sao đó em, chính vì mình nó sẽ không mở to mà mình còn nhắm là không thấy gì luôn. Cửa sổ tâm hồn mà em. Em nhắm hoài người ta đâu thấy, ta đâu biết em đang nói gì đâu, phải không? Chị Ly là cũng bị cận đó. Nhưng mà khi chị hát, chị mở toang cái cửa sổ cho ra em thấy không? Quy ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Trời, trời, trời. Cẩm Ly, em giả chị Cẩm Ly thôi mà. Em là Cẩm Loan nha em. Cảm ơn chị Cẩm Ly. Và mời chị Minh Tuyết. Em có cái làn hơi nó phong phú quá. Lê tuy rằng làn hơi của Lê rất là khỏe, rất là phong phú, hát ra rất là sáng, rất là sắc. Nhưng Lê biết cách điều khiển nó. Lúc cần lớn thì lớn, lúc cần nhỏ thì nhỏ, lúc kéo nhẹ nhàng ngọt ngào thì kéo nhẹ nhàng ngọt ngào. Và cái điều đó là cái điều đặc biệt của Quang Lê. Bởi vì trong giọng hát của Quang Lê rất có hồn, rất ngọt ngào. Cái điều mà khiến chị khó chịu á, khi mà chị cứ cảm giác là em không giống, không phải là vì cái âm sắc, cái chất giọng của em, mà vì em thiếu cái sự ngọt ngào ở trong cái bài hát. Không phải là không ngọt ngào, tại vì cái từ đúng ở đây là cái từ mượt mà. Mượt mà, đúng rồi. Có nghĩa là cái độ chuyển của bạn từ cái chỗ này qua chỗ kia nó không có độ chuyển đẹp, nốt luyến không đủ, nên nghe nó chưa có ngọt cái câu. Chứ bản thân cái giọng bạn thì ngọt, có nghĩa là cái câu ra nó rất đúng là bén, mượt rất mà là ngọt. Đó, cảm nhưng mà thành. Bạn không có mượt. Cái câu đuôi của Lê, mỗi cái câu đuôi Lê kéo rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt. Cái đó rất là cần thiết, bởi vì như vậy mới giống Quang Lê. Gặp em từ buổi xem nhạc, giọng ca ngọt êm xiết bao, là
mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vẫn vương. Từ giáo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay. Xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát siêu bông, như người ta trách là siêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ, đành ôm mối tương tư đâu. Thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Em từ buổi xem nhạc, dòng ca ngọt êm xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn, để anh thầm nghe vẫn vương. Từ giáo ơi đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay. Xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát diêu bông, như người ta trách là diêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ, đành ôm mối tương tư đâu. Thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Đành ôm mối tương tư đâu. Thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Mừng thí sinh Hoài Lê. Xin mời nhận xét từ giám khảo Minh Tuyết ạ. Trước hết á, là cái bài Tương Tư Nàng Ca Sĩ này nè, Quang Lê đó, rất là hay và rất là ngọt ngào. Thì khi mà em vô đầu bài cái phần mà chậm đó, thì chị lại cảm giác như là em hát hơi bị gò quá, nó không có cái độ mềm mại mượt mà như là bình thường em hay có. Mặc dù những cái động tác, cái tướng đi của em rất là giống Lê, cái điều đó là chị không thể nào mà phủ nhận được. Nhưng mà cái cách hát của em ngày hôm nay á, nó không có sự ngọt ngào trong đó, nó rất là bị gò. Cứ là em gò từng câu từng chữ đó, nghe nó mất đi cái độ mượt mà. Nhưng mà qua tới cái đoạn cha 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 đó, chị nói thôi chết rồi, càng hát càng rớt nhịp, càng hát càng không theo được cái nhịp cha cha cha. Chị cũng hiểu một phần là khi mà một người ca sĩ hát bolero, nhạc bolero á, và nếu mà họ không quen hát những cái dòng điệu nhạc nhanh á, thì họ sẽ khó cái bắt được cái nhịp. Hình như bài này Quang Lê cũng chưa bao giờ hát cha cha cha, phải không? Cho nên em cũng không có cái cơ hội để bắt chước được. Em rớt hoàn toàn. Chị tiếc quá. Lê ơi! Biết nói gì đây, khi hai đường đời ngăn chia mình rồi. Cha cha cha! Hát liền! Bao nhiêu thương nhớ
bao nhiêu đợi chờ. Da 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 da. Ủa em không định nhảy với chị hả? Không nhìn hề nó có sợ. Nhỏ quảng luôn á em. À dạ. Em nhảy nhau nó tưởng nó bị gì nó quảng. Em thấy có một sự dè chừng và dè biểu nhẹ. Thương Lê lắm luôn á, nói thiệt á. Rất là cưng luôn, bữa nay chịu khó ăn cho tròn ra. Để mà giống Quang Lê, nhìn cưng muốn xỉu, thấy hai cái đai mà nịch không hết cái con người. Trời ơi trời. Là ra là cưng tới nơi rồi. Trời nhìn, cái giống Lê vậy giống sợ. Giống dạ mang tôi à. Mà Minh Tiết cứ nhìn nhau nhìn trội tấm tắc khen ngợi nó trời đi ra, ơi. Đi ra còn cái tay để gì chứ. Ờ. Cái tay mà bưng quơ đó. Thường thường người ta đưa vậy chứ ai đưa vậy. Ừ. Giống như cái con gì mà cái con thể. Mèo à, y chang vậy đó. Người ta đưa cái tay dày. Chỉ có con Lê một mình nó đưa dày. Ờ. Ông giống như là ông tìm cái gì trong màn đêm á. Ông rờ có gì không á, thấy không? Nó ngộ lắm. Mà ra là thấy ưng rồi, chịu rồi, ừ kết rồi. Tao nói trời bữa nay ngon rồi. Kết cái đai. Mà vô cái mà tăng tá đắng tăng 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 tăng. Là cái bài hay nữa, êm nữa. Hơi cấn. Còn bệnh đúng không? Không còn chứ. Khỏe mà không bệnh đâu. Nói đó. Rồi. Sao? Yếu nhớt à. Yếu nhớt à. Ờ yếu nhớt, yếu mà yếu nhớt. Thấy ghê. Vậy chứ thấy thương quá. Rồi vô cha cha cha. Công nhận băng nhạc gõ hay ha. Gõ tới đâu em rớt nhịp tới đó. Trời ơi. Băng nhạc gõ trong vô giọng. Kêu nhỏ em dí dí băng nhạc đi em dí đi dí đi. Ừ nhỏ đứng hát bình tĩnh. Mà ca còn bị chi phối. Ở ngoài này nhảy sung dễ giờ sung. Mà người ta nhảy ta kiện tướng. Hai cặp dancer hát không biết bắt sao nhịp. Quất quất lia lịa luôn. Quất lia lịa. Kiện tướng người ta nhảy mà. Thì bảo vậy đặt kiện tướng nữa. Bà Cẩm Ly quay qua đó. Xin nói xin. Múa lần ha xin. Trời ơi. Nhưng mà dữ vậy. Mà vậy nè. Người ta nhảy đẹp. Cái bị chi phối nữa. Mà chả đứng đầu tuốt ở dưới biển á. Cái kêu. Đây nè Vũng Tàu. Đây nè Vũng Tàu bên này. Trời ơi. Mà nó chơi vơi mà cái người đã bự rồi mà nó nhìn vẫn thấy bé nhỏ. Trời tôi buồn quá không biết nói sao chứ tôi thương Lê lắm đó. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Thì anh thấy là trong cái tiết mục vừa rồi, lỗi là lỗi cái tại cái cô mà vừa kim vai trò ca sĩ và vừa là vũ nữ trong một cái phòng trà đúng không? Ca xong rồi sau đó là nhảy luôn và lúc cổ ca nha. Là mình còn để ý Hoài Lê. Dạ. Mình vẫn để ý Hoài Lê. Cổ xuống dưới này cổ nhảy với thêm một cái kiện tướng Huỳnh Huy nữa là xem như cộng với một cái bộ váy vàng mà vàng rực rỡ đó. Nhảy xong là anh không nhìn thấy Hoài Lê đâu nữa hết luôn. Người gì mà hám đẹp thế ớn luôn. Không phải bởi vì đẹp trên sân khấu bộ. Nó có những cái bắt mắt và anh nghĩ em phải sắm một cái ba đờ suy mà lấp lánh mà hột xoàn mà màu vàng đúng luôn á đó. Đúng. Như là Elvis Presley vậy đó. Đó thì họa may em mới có thể là chiếm được cái spotlight trong cái phần vừa rồi. Thì nhưng mà nói giỡn cho vui thôi nhưng mà thật sự là anh cũng có cảm nhận giống như những vị giám khảo còn lại. Cái đất diễn phần đầu xem như là ưu thế của em. Nhưng mà cũng rất tiếc như các giám khảo khác cái phần hát của em nó chưa thể thuyết phục được. Và sang phần 2 thì cái phần nhảy nó đã bị chi phối quá nhiều. Đó là cũng là một cái phần bản lĩnh của mình. Một số tiết mục trong những đêm trước đây em nhớ không? Tức là có những phần mà vũ công ra tràn sân khấu không phải hai người đâu. Mà tới mười mấy người ra nhảy nhưng mà một số thí sinh vẫn giữ vững bản lĩnh, vẫn tỏa sáng và spotlight, vẫn tập trung và họ vẫn được chú ý nhất. Đó thì cái đó là cái bản lĩnh của mình. Người ta có cái phong thái và cái phong cách, đặc biệt là giọng hát nữa. Thì cái giọng hát nó có thể cứu rỗi được rất là nhiều thứ. Nhưng mà có thể là hôm nay em có thể vì sức khỏe rồi bị lơ nhịp. Anh nghĩ là một phần trình diễn không được tốt lắm. Cảm ơn phần chia sẻ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin mời giám khảo Cẩm Ly ạ. Lê em cũng không có phải là rớt nhịp nhiều. Chính xác là như thế. Tất cả các thí sinh ở trong chị cũng nhắn nhủ là đêm dạ vũ. Cái quan trọng là cái tiết tấu của từng cái điệu. Em phải nắm bắt và hát đúng cái tiết tấu của nó thì nó mới ra được, hiểu không? Thí dụ lẽ lúc mà em hát cái lúc đoạn đầu nó chậm á thì em thoải mái được. À, tuy rằng giống như chị Tiết nói là có hơi bị gò tí xíu nhưng mà qua tới cái bài sau á em không thể hát theo cái cách bài chậm của em được. Cái cách phân câu ngắt nhịp em không thể đi theo mà em phải đi theo cái tiết tấu thì nó mới ra được cái hồn của cái bài hát. Còn cái này em vẫn hát trải dài cho nên cảm giác là trong cái câu đó em không chắc được cái câu đó là em không đủ hơi để em tràn qua cái câu sau. Nó dính liền cho nên anh Thành có cảm giác là em rớt nhịp. Nhưng thực ra em không có rớt nhịp nhiều.
nhưng mà người ta sẽ cảm giác như vậy. Tại nhưng vì là em phải biết cách nhắc câu chia câu để mà hát dứt khoát câu này nó qua cái câu kia, gọi là tiết tấu. Thì em phải làm vậy chứ em không thể hát trải dài ta đánh ta đánh ta đánh. Cái em chưa kịp qua câu sau tiết tấu nó nha, ta ra cái em là vậy. Thành ra nó cứ bị đều nhau cho người ta nó không vào tiết tấu. Tất cả những cái bài già vũ giống như là nãy đang Trang hát thì chị nói là cái tiết tấu, nếu tụi em làm ra cái tinh thần thì nó sẽ cộng hưởng với cái bài, giống như Trang hát nó dứt khoát ở đừng cái đoạn nhịp thì nó sẽ cảm thấy sức mạnh ở trong cái bài hát đó. Về phần tiết tấu, mai mốt mình nghe, ví dụ mình hát bài nhanh là mình phải biết phân từng câu từng cái từ ở chỗ nào cho nó vào cái khuôn nào, chứ mình không thể hát trải dài như thế được.
vị ơi, nóng chưa? Nóng chưa quý vị? Không cần tới những ngọn lửa ở đây phun lên nha. Chỉ cần hai con người này thôi. Phương Thanh. Phương Thanh. Và Văn Phong. Văn Phong. Văn Phong. Trời ơi, ôm chuyện cái chị. Không có tưởng tượng được. Chị vẫn còn ngùng ngục, hừng hực, làm tất cả mọi người đây rạo rực hưng phấn. Hơn 10 năm rồi không chị? Trống vắng này nè. 20 năm. 20 năm rồi trống vắng vẫn như ngày đầu. Chị Thanh ơi, chị biết không, chị hát á mà em cảm thấy anh Nghĩa cái đầu anh muốn đập xuống đất luôn á. Giật theo chị. Giật theo đó chị. Trời ơi, trước khi chị ra sân khấu, trước khi bé Vân Phong ra sân khấu thì cái sân khấu này nó trống vắng thiệt. Nhưng mà khi Vân Phong ra xong tới chị nữa là không còn một chỗ trống luôn chị nha. Phải công nhận là Phong có một cái nội lực hát, Phương Thanh cũng xem đúng không quý vị? Đang là phải dành cho Phong trước một tràng pháo tay. Nội lực tốt, hát tốt và thoải mái, tinh thần tình cảm trong bài hát rất là tốt. Một lần nữa cảm ơn Phong. Chúc Phong có một buổi thi tốt trong ngày hôm nay. Và chúng ta đồng nghiệp khen nhau là chuyện bình thường. Hay quá, không khen không được. Thì khen thì nhận thôi. Đồng nghiệp mà khen nhau đó là cái tình cảm dành riêng với nhau. Nhưng hôm nay Trấn Thành là khán giả của Phương Thanh. Ok. Đây mới là tiết mục của đêm chung kết. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn ban tổ chức và các bạn đồng nghiệp thế hệ vàng, chúng ta nên gọi là thế hệ vàng. Hôm nay không những là đêm chung kết của ngày hôm nay mà là những khuôn mặt rất trẻ còn rất tin. Rất tin. Sẽ gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay và sẽ hỗ trợ cho các thí sinh rất là nhiều. Và phải nói là người lớn tuổi nhất trong chương trình đêm hôm nay phải là em Sư Khả Như. Dạ. Em ơi, sao vậy em? Như là em lớn tuổi nhất. Em cũng không hiểu sao mà lúc nãy trong vòng quá trang chị Phương Thanh cũng đã dập em một lần rồi. Là tại vì nãy mọi người nói mấy bà già lại đây, cái chị Chánh nói ở đây ai già, một mình Khả Như là già nhất. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Có một tiết mục mở đầu mà xôm như vậy thì chắc chắn thí sinh sẽ được tiếp lửa. Chúc các bạn thi thành công. Dạ, một lần nữa một tràng pháo tay dành cho nữ ca sĩ Phương Thanh. Cảm ơn chị. Bình tĩnh thi đấu. Ôi, chất quá chị ơi. Giám khảo Trấn Thành. Dạ vâng. Hồi nãy em thấy anh cháy hết mình với ca khúc này. Anh cảm thấy như thế nào về tiết mục à? Nếu mà nói mà em mà nói về may mắn để hát với chị Chanh thì anh cho rằng đây không phải là may mắn của em. Đây, thật sự là một thử thách với em. Không bao giờ là may mắn cả. Phương Thanh đối với anh là một động từ bất quy tắc, rất là khó kiểm soát một cái nhân vật như vậy. Và cô ấy là một legend, cô ấy bước ra là năng lượng, là máu lửa, và cô ấy hoàn toàn không làm những điều mà nó đi theo một cái lề lối nhất định. Vì vậy, những người hát chung, một là phải cháy và điền giống như là cái cách mà như là Phương Thanh thể hiện. Hai là phải biết cách làm bè, làm lót. Như ngày hôm nay, em chọn cách một. Em đủ điền, em đủ máu, em đủ sức gây thu hút, em là một partner tốt, em làm được tất cả. Chúc mừng em. Quá trời lời khen. Thế còn giám khảo Cẩm Ly, chị cảm thấy như thế nào ạ? Một cái không khí của mở màn rất 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 là máu lửa. Lần trước thì Phong con hát chung với Yến Lê là cô đã nói là mình bị cái máu của cô Yến Lê của lướt một tí xíu. Thì hôm nay con hát với cô Chanh là đáng lẽ là phải có áp lực nhiều hơn nữa. Nhưng cái sự hòa quyện của hai người rất là tốt và rất là hay. Cảm ơn ca sĩ Cẩm Ly. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh có đọc một cái lời chia sẻ của chị Phương Thanh lúc mà chị hát cái bài này. Thì chị nói rằng là lúc mà Thanh hát bài này thì dường như Thanh cảm nhận cái sự trống vắng và cô đơn đến kiệt cùng. Và chính cái nỗi đau khổ đó nó đã làm cho Thanh hát hay hơn. Anh thấy là với cái sự từng trải của chị Phương Thanh hát được bài này hay đã đành. Nhưng mà đối với lứa tuổi 19 tuổi của Văn Phong á, mà để em đầy trải nghiệm và đầy chững chạc trên sân khấu với một cái tiết mục như thế này thì anh nghĩ là khán giả nên dành cho em thêm một tràng pháo tay nữa. Và thực sự là anh rất là thích những cái động tác, những cái bước chân của em. Em có sự quan sát và có mình đặt để mình vào cái vị trí của thần tượng. Có một cái chi tiết anh rất thích mà nó rất là tình cảm, đó là lúc chị Thanh tương tác bắn tay qua em và đá mắt một cái thì em ngay lập tức em nhận chụp lấy cái ánh mắt đó và em đá mắt lại, thấy nó rất là dễ thương. Và có cái sự tương tác, chị Thanh đã cho em cái cơ hội để đặt để đứng ngang hàng trên một sân khấu và chị đã làm một cái chỗ tựa để cho em đứng lên đó. Thì đó là một cái niềm may mắn và một cái động lực rất lớn.
chúc mừng em với tiết mục mở màn. Thế đạo diễn hay ghê không? Đá mắt một cái thôi đạo diễn cũng phát hiện nữa đó. Trùm để ý mà anh, tiết mục nào cũng sẽ có những cái nắm tay, đá mắt, vuốt tóc. Chắc tại ảnh sống nội tâm. Lúc nãy là Phương Thanh nói em là già nhất trong cuộc thi này rồi đó. Em đừng để cho nghiệp tụ vành môi em nữa nha. Trời ơi, một đạo diễn nội tâm cho hay. Tội nghiệp em đó, thấy cái cuộc mà tranh luận của các anh chị cũng run cũng sợ, không biết số phận mình đi về đâu phải không em? Đi vô phòng hóa trang để cưng thay đồ, dặm mặt dặm mũi đi kia chuẩn bị cho phần thi cá nhân em nhé. Một lần nữa xin chúc mừng Hồ Văn Phong. Tiếp theo sẽ là một cái ca khúc nó... cái gì vậy? Dạ lấy hình. Những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc nó rất là sâu lắng. Người thể hiện ca khúc này sẽ là thí sinh đã tái hiện lại hình ảnh của nữ ca sĩ Khánh Ly, thí sinh Ánh Nguyệt. Trên tóc quen nồng nàn, anh nghe tình em chứa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người, đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều xa. Đàn hát lên tình khúc vàng, bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Ngày mai xa nhau rồi, phút giây còn muôn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố, bước theo em bâng khuâng hơi tình say. Nhớ về dòng sông, lưng lờ mùa đông, nụ hôn ta chơi vơi theo con sông. Nhớ tình bao mây, tình bao gió, có xa nhau xin đừng là tan chỗ. Buồn là dòng sông, lưng lờ mùa đông, ôm em trong giấc mơ tình khúc vàng. Trên tóc quen nồng nàn, anh nghe tình em bên tình em chứa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người, đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều xa. Hát lên tình khúc vàng, bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Ngày mãi xa nhau rồi, phút giây còn muôn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố, bước theo em bâng khuâng hơi tình say. Nhớ về dòng sông, ấm lòng mùa đông, nụ hôn ta chơi vơi theo con sông. Nhớ tình vào mây, tình vào gió, có xa nhau xin đừng là tan chỗ. Buồn là dòng sông, lưng lờ mùa đông, ôm em trong giấc mơ tình khúc vàng. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố, bước theo em bâng khuâng hơi tình say. Nhớ về dòng sông, ấm lòng mùa đông, nụ hôn ta chơi vơi theo con sông. Nhớ tình vào tình bao giờ, có xa nhau xin đừng là tan chỗ.
Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Tình Khúc Vàng, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An. Vâng, trời ơi, sao giờ anh Nghĩa? Đây là các ca khúc ra đời vào năm 2003. Và các ca khúc này đánh dấu một cái đặc trưng cho cái phong cách âm nhạc mà ca sĩ Đan Trường theo đuổi và thành công cho đến tận ngày hôm nay. Xin hỏi chị Minh Tuyết ạ. Trước hết đó, cho Minh Tuyết phân tích từng giọng một ha. Đình Lễ đó, thì cái nhịp của Đình Lễ rất là chắc, rất là dứt khoát. Và cái giọng Đình Lễ rất là khỏe và mạnh, có cái chất vang như Đan Trường. Nhưng ngược lại bạn lại hát quá dứt khoát. Đan Trường không có hát ngắt từng chữ nhiều như bạn. Ảnh hát có một cái sự mềm mại và dàn trải hơn. Cái âm sắc bạn thì lại không giống anh Đan Trường nhiều bằng bạn Minh Hoàng. Bạn Minh Hoàng thì có cái âm sắc phát ra giống anh Đan Trường nhiều, nhưng cái nhịp của bạn lại không chắc bằng bạn Đình Lễ. Và cái sự tự tin của bạn lại thiếu hơn bạn Đình Lễ rất nhiều. Nếu cho Tuyết nói, Đình Lễ với Minh Hoàng cộng lại sẽ trở thành Đan Trường. Đó là cái sự nhận xét của Minh Tuyết giữa hai bạn. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Minh Tuyết. Với lại cho Tuyết nói này nè, tại vì đối với Tuyết á, anh Đan Trường á, cái mà ấn tượng nhất ở Đan Trường đó là mái tóc chẻ đôi, gọi là tóc bộ luống đó. 50-50. Cái kiểu tóc đó nó rất thịnh hành, nhưng mà không phải cái gương mặt nào cũng để vô được. Yên tâm, vô vòng trong ban tổ chức sẽ mua tóc giả. Ví dụ như cái bạn Minh Hoàng này giờ mắc một mí làm sao cho to được nhanh bo đi. Không, mí, trời ơi dễ mí, lắm. Cắt mắt liền tại chỗ luôn. Em hỏi chị, chị chỉ cho. Minh Tuyết chỉ cần đẩy hai cái mí giả vô là mắt em trợn trắng tới sáng mai luôn. Không khép không lại nhắm được. Lại được luôn đúng không? Cho tôi nói về hai bạn này đi, tôi mê hai bạn này quá. Dạ em mời nghệ sĩ Trấn Thành ạ. Cái ông bên này hát làm như mỗi lần ông hát ông sợ người ta phạt tiền, ông hay gì. Sao em lại nhút nhát như vậy? Thay vì bây giờ mình cứ hát thoải mái, mạnh mẽ ra, tự tin lên, người ta thấy người ta thích mình hơn và giọng mình sẽ tốt hơn nha. Em có động tác rất giống Đan Trường, những động tác tay chỉ rồi. Anh Đan Trường hay hát là giống như là anh quyết tâm gì đó tôi cũng không biết, mà cứ lâu lâu là anh vậy nè, đó. Nè nha, ông nói xấu nha. Xấu gì đâu thì ông nói xấu thôi. Người ta nha. Đúng thôi. Biết người ta là cái gì của tôi không? Thì ai nói gì đâu. Cố gắng hát to, rõ lên, đừng có nhát nữa. Em hát hay đi, anh tặng Khả Như cho em. Trời ơi. Tặng kiểu đó là không bao giờ nó hát hay luôn đó. Tặng gì mà Như phạt với anh Thành. Ok. Tặng Khả cái Như đó là hình phạt, phạt đó. Em ráng hát hay đi, anh cấm Khả Như đến gần em suốt đời. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Cẩm Ly ạ. Ôi nãy giờ đang bức rứt trong người khó chịu quá. Sao vậy? Mời chị Cẩm Ly. Chị nói đi. Tại vì nó không có đã hả? Nó là nó bức rứt, cứ thiếu chút nó khó chịu quá. Thì đó nó cộng lại chia với ai là bởi vậy mới nói rồi. Chắc tối nay điện thoại nói chuyện quá. Chị gọi thí sinh hay là chị gọi anh Đan Trường? Gọi Đan Trường. Gọi người tình âm nhạc của chị. Yes. Trời ơi. Giống như tất cả mọi người này giờ nhận xét vậy đó. Tức là cứ thiếu chút cho nên là tự nhiên không có tìm lại cái hình bóng của anh Bo ở đây, nó chưa trọn vẹn cho nên là hơi cứ khó chịu. Tức là chưa có đã lắm. Nhưng mà Lễ là thấy... rõ ràng là chúng ta thấy Lễ là cái người mà gọi là sao ta? Tiến bộ hơn. Tiến so bộ với rõ rệt luôn, nói cái là tiếp thu liền luôn á. Thành ơi, mà hôm nay Lễ lúc hát trên sân khấu là bị vấn đề về cổ họng. Lễ là phải quay mặt vô sân khấu ho khoảng 3 đến 4 lần để lấy lại cái giọng. Dạ thực sự thì bài thứ 3 này thì em mới thực sự là em được hát. Còn hai bài trước thì thực sự thì em cái vấn đề cổ của em không à. Phải nói là Lễ rất là tự tin trên sân khấu, nhưng Tuyết cảm giác là Lễ hát cho Lễ nhiều hơn là cho thần tượng của mình. Có nghĩa là giống Lễ nhiều hơn. Em cảm giác Trường thì lúc nào cái miệng cũng nửa nửa cười cười mà nửa nửa lúc nào cái miệng cười. Anh cười mà lúc nào nó cũng cười mà. Quyết tâm lắm, hát là cái gì nè. Mà nói thật, Trường không bao giờ đứng như vậy hết nha. Trường không bao giờ đứng khẳng khái như vậy đâu nha. Trường lúc nào cũng hơi. Anh Thành có vấn đề gì với anh Thành Trường vậy? Đó, ý là mình nói vậy đó. Mà các bạn thì lại đứng rất là giống như là Tuyết nghĩ giống như Quang Dũng vậy đó, hay đứng là hiên ngang, hiên ngang quá. Mà Tuyết thì không thấy Đan Trường đứng như vậy. Không thấy Đan Trường, thấy hơi đang mệt. Đang mệt cái đứng bị quýu á. Nhưng mà em thấy hay mà, em nói đúng thiệt rồi, em coi hay. Chị đâu có nói dở, chị không hề nói dở. Vậy thôi khen đi, mới công hai nhỏ mặt buồn kìa. Dạ khen nè. Nói chung là đẹp trai. Rồi vậy đó. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Ơi. Thưa quý vị, ca khúc Tìm Lại Giấc Mơ đã khiến cho Hà cất nhớ về một người. Khi đó Hà đã
lên trời trò chuyện với Thượng Đế, và câu trả lời chính là sự im lặng. Đêm đi qua sau tiếng buông rơi, cơn mưa đêm nhịp cầu sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ một đời. Em yêu anh yêu không hối tiếc, em yêu anh yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao anh vội vàng ra đi không chút tiếc thương. Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiên trì tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đớn đau. Hằn sâu vết thương sinh mình em thôi, không còn ai bên đây nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sống vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, à vì sao em vẫn không thể quên, em không thể quên được người. Xin cho em quên, xin cho em. Chễm chệ như ngồi trên ngai vậy đó. Như em ngồi bên, anh ngồi bên, như hai nô tỳ vậy nè. Giống cái bánh sinh nhật quá à. Anh thấy giống em giống như đăng quang hoa hậu, còn bên cạnh hai á hậu vậy đó. Trời ơi, cũng được là á hậu hả? Nói lại em mới đăng cai hoa hậu, cái bên là hai mẫu hậu. Dạ bây giờ thì tụi em đã đứng ở đây rồi à, các anh chị giám khảo nhận xét thế nào với tiết mục này? Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Hello Đan Trang. Rung hả? Trời, em là bản lĩnh nhất trong tất cả những thí sinh mà. Sao rung được? Dạ, tại vì cũng tới chắc cuối rồi. Nên là em cố gắng em mời tìm mời ghen ra mà hét. Chứ còn không dám nghĩ gì nữa. Nhưng mà thật sự là vẫn cứ run. Thật sự hồi nãy em hát thì trong giọng hát em không có một chút xíu gì run rẩy cả. Và em đã hát hết với tất cả những cái niềm đam mê của mình, cũng như là đam mê cái người thần tượng của mình. Đó là Hồ Ngọc Hà. Và mỗi lần em hát tới câu nào thì Chính Thành ở dưới đây nó nhảy giống như là kiến cắn. Là có nghĩa rằng là em đã quá giống và thành công với cái thần tượng của mình, mà không có ai hiểu rõ thần tượng của em bằng Chính Thành cả. Chị chúc mừng em. Quá gần Hồ Ngọc Hà. Quay đêm, ăn uống với nhau, giỡn hết như người trong gia đình rồi.
Trời, nếu mà không ở gần cổ đi, cô không cảm nhận được là em giống tới mức độ nào. Ngay cả Hà còn phải điện thoại cho anh Hà nói: Xin, nghe nói trong chương trình ông có một con bé nó hát giống tôi lắm, vào tôi vô tôi nghe thử, nó giống thiệt ông ơi, nổi da gà. Em, cái điều em làm được mà không phải ai cũng làm được là em biết cách biến mình từ một thí sinh thành một ngôi sao ngay trong đúng khoảnh khắc vỏn vẹn nơi em biểu diễn. Cái thứ hai nữa là em là một trong những thí sinh hiếm hoi mà tôi nhắm con mắt lại tôi nghe tôi thấy được tình cảm ở trong đó. Cái này phải thật sự khen ngợi em. Và cái điều thứ ba nữa là em cũng giống như Thanh Mộng, cực kỳ nghị lực. Có như là phải chiến thắng bản thân mình, phải chinh phục được khán giả. Và tôi thích điều đó ở một thí sinh khi bước vào bất cứ cuộc thi nào. Và như anh nói là anh cũng có muốn mời chị Hồ Ngọc Hà hát với em trong đêm chung kết. Anh đã làm, Hà rất muốn nhận. Và chỉ vì một cái công tác mà Hà không thể di chuyển được cái lịch bay, không thể hát được với em, Hà nói, kêu anh truyền lời với em rằng là Hà rất tiếc khi không có mặt với em đêm nay. Và đặc biệt, Hà biết là hiện nay mẹ em đã bị bệnh rất là nặng. Và Hồ Ngọc Hà nhờ anh gửi tặng cho mẹ em 50 triệu đồng. Bất ngờ quá. Em có điều gì muốn nói với mọi người ở đây, và đặc biệt là với chị Hà Hồ, có thể là cũng đang theo dõi chương trình của chúng ta? Em muốn gửi lời cảm ơn tới chị. Trong cái fan party vừa rồi em đi coi á, em thấy chị Hà khóc. Chị bảo là cho đến bất cứ giây phút nào mà chỉ cần một người, chỉ cần một khán giả còn yêu thương chị thôi thì chị vẫn sẽ hát. Em nghĩ là đó chắc chắn sẽ là em. Em vẫn luôn muốn điều đó. Và em muốn bản thân em sau này, sau khi làm nghề, sau khi bước chân vô cái con đường ca hát này, em cũng muốn được giống như chị. Em muốn hát cho tới khi nào em không còn gì nữa. Em muốn hiến thân hết tất cả cho cái sự nghiệp này. Em thật sự cảm ơn chị vì chị đã luôn yêu thương và hiểu cho hoàn cảnh của em. Em cảm ơn chị Hà rất nhiều. Em cảm ơn anh Trấn Thành. Chúc mừng Đan Trang nha. Lên rằng anh nhớ em, yêu đương thuở ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoang. Đơn côi sớm tôi, anh bây giờ như thế thôi. Hoang mang trống vắng, biết bao lần anh đã tự hỏi. Giờ về đâu đó có còn khốn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ về đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ. Giờ em bước đi trách nhau được gì. Anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ. Giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá? Mà sao nỗi đau cứ theo nhau về? Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá. Lòng sao vẫn yêu người xa? Còn khốn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ về đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ. Giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ. Giờ ôm nỗi nỗi đau biệt ly. Lady and gentlemen,
anh muốn xin, lòng đã không suy nghĩ, sợ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh muốn xin, lòng đã không suy nghĩ, sợ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, làm sao vẫn yêu người xa. Vì anh muốn xin, lòng đã không suy nghĩ, sợ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh muốn xin, lòng đã không suy nghĩ, sợ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao dối trá. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, làm sao vẫn yêu người xa. Lòng sao vẫn yêu, vẫn yêu người xa. Xuất sắc. Vâng, xin cảm ơn sự hỗ trợ của nhóm bè Cadillac. Chị Ly, chị cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Hồi nãy bà Cẩm Ly bà búng vô con tôm luộc cái bên tôi vậy đó. Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy Cẩm Ly phấn khích như vậy đó nha. Không phải, thật sự rằng đó, cái những cái người mà cái máu âm nhạc đó, thì khi biết rằng nhiều khi mình không có hát cái dòng nhạc đó, nhưng mà đặc biệt có một cái là cô nói nhạc mà tiết tấu đó, và khi mà người ca sĩ mà hát đúng cái tiết tấu với cái nhạc đó, nó có một sự cộng hưởng rất là mạnh, và nó sẽ khiến cho khán giả ở xung quanh cũng phấn khích theo. Ví dụ nhạc nó đánh dứt khoát mà nó đánh nhanh vậy, mình cứ hát rề rà giống như nó lọt thỏm ra ngoài, nó không tạo được cái sự cộng hưởng, nên nó không phấn khích được khán giả và nghe họ rất là khó chịu. Nhưng mà con đã làm được điều đó, cho nên là khỏi cần phải ý kiến ý cò gì hết, là tất cả khán giả đây đã đứng dậy và hát theo mình. Và đặc biệt tôi hết hồn trong một cái phút thoáng nào đó, cô quay qua Thành, cô lo ra, cô quay lại, cô nói ủa sao đâu có hai cái micro, Thành giấu ở đâu kỹ, con giấu đâu vậy? Con để trời sao? Đất ơi, hèn chi đâu có thấy đâu, lo quay qua nói chuyện với Thành nữa, sao nó hát cái chữ quá giống quá. Ai ngờ quay qua thấy cầm hai micro. Chơi chiêu, cái này chơi chiêu á. Chiêu. Chiêu này là thỏa mãn cái anh này, mà nó không có cầm hai micro hát như Tuấn Hương anh đâu có chịu. Trời đất ơi, mà em trai bữa nay cưng lắm, càng ngày càng bản lĩnh sân khấu ha. Nhưng mà anh Thành muốn góp ý để em tốt hơn nữa. Nếu em vào trong, em biết em thiếu cái gì không? Tình cảm em có, máu em có, em thiếu cái chất điên của Tuấn Hưng. Tuấn Hưng mà đã lên tới cái lúc này là sẽ điên, và sẽ có những cái trò nó rất là không bình thường. Đó là những cái khác biệt của thần tượng của em. Tại vì sẽ có những người thần tượng khác họ không làm như vậy, có muốn bắt chước cũng bắt chước hỏng được. Còn anh Hưng á, tới cái đoạn mà đập disco hồi nãy là anh làm nhiều trò dễ sợ lắm. Chị thấy, chị sorry Thành, chị thấy Tuấn Hưng diễn rồi. Khi mà bắt đầu lên cái đoạn như vậy, Tuấn Hưng hay nhảy. Và cái con mắt của Tuấn Hưng á, là mà cái cầu nối giữa khán giả với Tuấn Hưng. Tuấn Hưng sẽ nhìn xuống khán giả, sẽ kêu khán giả quẩy theo. Quẩy theo và ông nhảy vòng vòng nhảy cái tưng tưng. Ông phải là quẩy lên. Yeah, quẩy lên. Không phải vậy, em hiểu không? Phải có những cái đó, những cái mà thăng hoa của nghệ sĩ trên sân khấu. Và anh nói em nghe, em bắt chước Tuấn Hưng thì mới có những cái đó. Nhiều người người ta muốn có thêm cái để người ta bắt chước không có. Từ cánh chim kia xa vời, em sống cho khoảng ngày. Và cho qua kiếp này. Em khóc tơ duyên bé bàng, anh xót xa cho thân người. Và cho qua kiếp này. Xin chúc mừng thí sinh Ánh Nguyệt. Giám khảo Trấn Thành, anh cảm thấy như thế nào ạ? Hay. Thật sự hay.
chị là một trong những thí sinh giữ phong độ tốt nhất. Mọi người sẽ rất an tâm về giọng hát của chị. Hôm nay hát những nốt trầm đẹp khủng khiếp. Và nói về tango thì phải là Khánh Ly thôi. Khi Khánh Ly hòa với tango thì đó là một tuyệt tác. Đó là một sự kết hợp tuyệt vời của tạo hóa. Và chị mang đến cho mọi người cái cảm giác hoài niệm. Và thật sự ra mà nói, hôm nay chị truyền được cái hồn của bài hát. Một cái người bạn diễn hỗ trợ vẫn cứ diễn, anh ta thậm chí bỏ ra những ánh mắt cực kỳ lạ lùng mà cả giám khảo Cẩm Ly cũng cứ liên tục quay qua hỏi tôi là trời ơi, người yêu cũ mà sao nhìn nhau giống như ăn tươi nuốt sống nhau vậy, cũng làm giống điệp viên, nhìn mà mặt căm thù bà thí sinh. Mà bà thí sinh giận hát, giận tâm lý và vẫn tập trung vào chị, tập trung vào giọng hát. Đó là điều khó, chị làm được. Ân Nguyệt thì hôm nay nói về hát, thật sự là không biết, không có chê được. Nhưng Nguyệt có một cái mà cũng đã nói nhiều lần, nhưng mà không biết sao nữa, Nguyệt hát cứ nhìn xuống hoài. Đặc biệt Nguyệt hát là Nguyệt ít khi nào cười, là dùng là khuyết điểm luôn đó. Tại vì không phải là bài nào mình cũng buồn. Cái thứ hai, Nguyệt hát mắt Nguyệt luôn nhìn xuống, ánh mắt luôn nhìn xuống. Mà đặc biệt mình hát mình phải nhìn thẳng. Nếu không nhìn thẳng vào một điểm nào đó thì nhìn xa xăm. Nguyệt nên khắc phục cái điểm vấn đề đó cho nghề nghiệp của mình, chứ không phải cho riêng cuộc thi này. Và đạo diễn Hoàng Việt Nam, khác với những thí sinh khác, chúng ta có thể thấy là anh Nguyệt thì từ đầu đến giờ chỉ có diện độc một cái trang phục áo dài thôi, chỉ có là đổi kiểu khác nhau hoặc là màu sắc khác nhau. Nhưng mà thực sự là đối với riêng tôi á, thì không biết là có phải chủ quan, mà tôi thấy rằng là hình như Nguyệt vẫn dần dần đẹp hơn, đài cát hơn và kiêu sa hơn, mà rất là sang trọng. Không có đã có anh. Bởi vì trước đây tôi thấy là Nguyệt có một cái gì đó buồn và cảm thấy giống như thu mình lại á, không có phải tỏa sáng. Nhưng mà ngày càng á, những cái bộ áo dài hoặc là make up làm tóc, và cái đặc biệt là cái gương mặt và thần thái, nó toát lên một cái niềm gì đó rất là hân hoan. Và thật sự là tôi thấy là cuốn hút vô cùng. Mà đặc biệt là hôm nay trong cái bộ áo dài này vẫn cứ di chuyển vậy thôi, vẫn không nhảy như các bạn khác, vẫn không có vũ đạo gì, chỉ có đứng và di chuyển nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được là thật sự tôi vẫn đang tham gia vào cái buổi dạ vũ của cảm xúc. Cảm ơn anh Nam, xin cảm ơn tất cả. Anh lên vùng ngược đón chị về miền xuôi, đây đồng bằng xanh tươi, kia trường sơn ngất trời, xuống Hồng Lĩnh dễ tà ngọc ngà nước bia sông La. Em xinh tươi cao bằng anh bạn hiền Trà Vinh, đi Đồ Sơn thân yêu, về Bạc Liêu nghĩa tình, đến Quảng Nam núi thành bóng hình ôm tròn vào tim. Hát quá hay hả? Giống quá. Sẽ tôi bon bon trên khắp phố phường, qua bao nhiêu nẻo đường là bấy nhiêu tình thương. Nhiều đêm thức trắng nhớ về gia đình, có ai bên mình những lúc ốm đau. Đôi khi nước mắt lưng tròng chứng kiến bao đau lòng cảnh ngộ thương tâm. Riêng tôi không phóng nhanh dành đường, và cũng không xem thường tai nạn hiểm nguy. Chẳng nhớ về gia đình, có ai
ai bên mình những lúc ốm đau. Đôi khi nước mắt lưng tròng chứng kiến bao đau lòng cảnh ngộ thương tâm. Riêng tôi không phóng nhanh giành đường và cũng không xem thường tai nạn hiểm. Sớm đi về mấy ai hiểu tâm sự của người tài xế. Yêu xe như chính bản thân mình, tôi luôn chấp hành điều luật giao thông. Đệ tử của anh Ngọc Sơn. Ngọc Sơn, Ngọc trời ơi, Sơn. Y như là một cái khuôn đúc ra vậy đó trời. Trời ơi, chỉ có điều gì là đây? Hơi ốm thôi. Anh Sơn thỉnh đô hơn vậy thôi. Mà ở riêng em không phải những cái đặc trưng đó giống nữa, mà chị khẳng định cái âm sắc vọt giọng của em cũng giống. Cái độ vang, cách phát âm, tất cả đều giống. Còn về cái nhún nhảy chị không nói ngay. Tại vì hình thể của mình nó không được giống lắm. Cho nên là bây giờ cái chất giọng của em, cái cách hát của em nó thuyết phục chị. Chị không nhìn tới hình thể luôn. Giỏi. Hay. Cảm ơn những lời khen tặng của giám khảo Cẩm Ly. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Lúc mà nghe em hát á là anh ghi ở đây nè, ra sân khấu là ăn tiền. Tức là đèn vừa lên mà vừa vào hát á là đã ăn tiền, bởi vừa giọng hát và vừa cái hình thể, cái động tác của em nữa. Đó, và anh ghi là những cái nhún nhảy rất là hồn nhiên này, nhún nhảy và tung tăng giống như trong tâm hồn á, nó có một sự hứng khởi nào đó đó. Và đặc biệt là đoạn cuối là em đánh knock out anh, bởi vì là em chuyển mic. Bởi vì anh Ngọc Sơn ảnh rất là thích chuyển mic, chuyển từ tay nọ qua tay kia, tức là chuyển đổi liên tục để làm gì, tay bên này đưa mỏi rồi hay sao á thì ảnh sẽ đổi tay bên này. Thì em hình như em chỉ chuyển mic một lần thôi đúng không? Một lần, nhưng mà một lần đúng là nó làm là đúng là knock out luôn. Còn về giọng hát thì nó quá âm vang, thực sự là nó rất là đã, nghe sướng lắm. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo đã dành những lời khen cho bạn Khang. Sao anh Trấn Thành, giám khảo Trấn Thành, anh có gì nhắn nhủ không? Không à? Thật sự ra tôi muốn nhắn nhủ cho tất cả những người tham gia chương trình này. Dạ. Thật sự ra bạn này là một trong những cái người mà đạt đúng cái tiêu chí nhất của cái chương trình Ca Sĩ Thần Tượng này. Đó là không những ngoài giọng hát mà hóa thân luôn nhân vật. Có nghĩa là người ta nhắm con mắt lại, người ta nghe, hay người ta mở con mắt ra người ta coi, người ta cũng cảm nhận là cái nhân vật thần tượng nó đang nhập vô cái con người này mà biểu diễn. Thì đó mới là tiêu chí đúng của chương trình. Mà cái buồn cười ở chỗ là thế này, bạn hát rất nghiêm túc, bạn hát rất đàng hoàng mà người ta mắc cười dễ sợ luôn. Người ta giống quá, bạn thấy không? Hát mà người ta phải cười thì cái đó mới thành công. Bạn tính đến thời điểm này là thí sinh mà tôi ấn tượng nhất. Cảm ơn Trấn Thành. Và nhân đây thì chắc là cũng xin được bày tỏ một chút cái cảm xúc với lại anh Ngọc Sơn á. Bởi vì anh thì được mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Sến. Và đúng là không dễ gì để mà có thể lấy được một cái mỹ từ như vậy. Không hề đơn giản. Và những cái bài mà nó vẫn còn nhớ như là Tình Cha Lòng Mẹ ha. Những cái bài mà có thể lấy nước mắt được người ta rất nhiều. Rồi đến những cái bài dễ thương như là Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Và thậm chí là những cái ca khúc mà nó gắn liền với đời sống người dân lao động. Và tiêu biểu là bài này, bài về cái đời của những anh tài xế. Và anh cũng tặng em một câu thơ mà anh nhớ, đó là ung dung buồn lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, nhìn thấy gió lùa, cay mắt đắng, thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như rơi, như ùa vào buồn lái. Tức là em rất là ok là em đã ung dung buồn lái ta ngồi và nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Yeah. Đó là điều làm nên thành công của em. Dạ. Thánh thơ. Chương trình của chúng ta nhiều thánh quá. Thánh chiêu. Thánh thơ. Thánh quen. Có bà Tư là chưa có thánh gì thôi. Thánh soi. Đã là thánh. Thánh soi anh. Tôi có một câu chuyện ngắn tôi kể các bạn nghe về kỷ niệm của Trấn Thành với anh Ngọc Sơn, rất là buồn cười ha. Thì có một lần anh Sơn đi diễn châu Âu, có một con bé nó chạy ra. Photo. Can I have a photo? Nói tiếng Anh.
thì cái mặt bé cũng lai lai, cái ảnh ok so, Phú Thư, you know I'm the Vietnamese Ngọc Sơn, ok you know very anh nói tiếng Anh, anh Sơn nói tiếng Anh rất giỏi, anh nói xong kia con bé cái anh tưởng nó là người Đức tại bên châu Âu mà anh ok ông nói tiếng Đức luôn. Cái tôi ngạc nhiên, con bé nó cũng Ni số có gì mà ni số chẳng có gì mà ông nói tiếng Tàu luôn. Cái gì dữ vậy mà ông nói, con bé nó cũng anh Sơn sao anh không nói tiếng Việt. Tiếng gì ông không biết, mặn nhỏ người Việt. Ông đi vô cái nhà hàng rồi người ta nói là người ta ăn gì đó có nhiều chanh quá nó chua. Cái bà Hồng Dân kêu trời bây giờ ăn cái gì nó cũng cho chanh vô nó chua quá không biết làm sao. Yeah. Cái, ok để tôi nói cho. Đó là kêu là ta đừng bỏ chanh á, đừng bỏ chanh nữa. Lát thằng bò nó bưng ra một cái tô canh chanh. Tôi không biết ông nói cái gì mà nó bưng ra một cái tô canh chanh. Trời ơi. Như vậy phải trách cái người kia là không biết tiếng Anh. Ai mà biết. Nói chung là anh Ngọc Sơn đi với ảnh 1000 chuyến là 1000 sự tích. Có thời gian tôi kể bạn nghe thêm. Cả một kho tài. Cả một kho tài chuyện. Bé anh Sơn kìa. Alo anh Sơn. Anh Sơn kìa. Anh ba ơi, Trấn Thành nói xấu anh là anh không có giỏi ngoại ngữ. Trên sóng luôn. Em alo, anh em Dũng không có nói xạo. Có người trả thù nha anh. Dạ, em đúng rồi đó nha anh. Dạ, thông tin em đưa là chính xác. Đó, bây giờ giám khảo trả thù lẫn nhau. Năm qua rồi chém đi. Lại kia nữa. Có hai bà chị tôi ngồi chính giữa là hiền lành như hai bà tiên vậy thôi. Đúng rồi. Bạn thấy chưa? Chỉ một tiết mục của bạn thôi mà làm giám khảo chúng tôi bấn loạn ở trơn trọi đó. Có sự banh chương trình nhẹ nhẹ đó. Bây giờ vào trong chuẩn bị tập trung cho tiết mục sau nha. Dạ. Dạ vâng. Chúc bạn tiếp tục thành công. Bây giờ hai MC có thể giúp là giới thiệu lại tên hai bạn này không? Bởi vì từ đầu cuộc thi đến giờ không có nhận ra hai giọng này. Hai cái giọng này nó quá quen thuộc với mọi người khi hóa thân thành Hà Anh Tuấn cùng với Hồ Ngọc Hà. Nhưng hôm nay khi các bạn được là chính mình, các bạn mang một cái diện mạo hoàn toàn khác. Một cái giọng ca nó mang những cái nét đặc trưng riêng của các bạn ấy không thể nào mà nhầm lẫn vào đâu được cả. Xin được giới thiệu Trần Thuận và Đan Trang. Mệt tim quá phải không chị? Chị Tuyết. Thực sự cặp này đó là cặp hát giọng khác với giọng thần tượng mình nhiều nhất trong ba cặp mà mới vừa hát xong. Hà Anh Tuấn bên đây bây giờ không còn là Hà Anh Tuấn nữa mà là Trần Thuận. Em hát là không còn có những cái âm sắc của Hà Anh Tuấn trong chất giọng của em. Nhất là Trang, chị không nghe chất giọng của Hồ Ngọc Hà trong đó. Thì trong cái cách hát lần này của em là hoàn toàn không giống. Điều đó là chị rất là khen ngợi hai em. Bởi vì khi mà mình trở thành một cái ca sĩ chuyên nghiệp rồi đó thì mình nên có một cái gì đó riêng cho bản thân mình. Thì người ta sẽ nhận dạng mình dễ dàng hơn và người ta sẽ ghi nhớ cái giọng hát của mình nhiều hơn. Còn nói về bài hát, khi mà Thuận lên cao cái đoạn cuối có phải là hơi quá với cái quãng giọng của Thuận không? Tại vì thấy là Thuận lên rất là chao đảo, lên không tới nốt. Có thể là những khán giả người ta yêu thích bài này quá, người ta chỉ nghe cái tổng thể. Còn có thể chị cũng như là những huấn luyện viên khác sẽ soi nhiều hơn về cái kỹ thuật cũng như cái cách hát của các em. Thì cái chỗ của Thuận như vậy làm cho chị cảm thấy hơi tiếc nuối một tí xíu. Còn về Trang, em hát trong em có sự cuồn cuộn nhưng chị chỉ góp ý chút xíu cho Trang sau này. Khi mà Trang hát cao á, cái khẩu hình của Trang nó mở nhiều quá, nó sẽ thoát hơi ra nhiều. Thoát hơi ra quá nhiều.
khi mình thoát hơi ra quá nhiều, mình không đủ cái hơi để mà mình hát tiếp tục những cái câu cao trào sau đó, thì mình sẽ đuối, không đủ hơi để giữ và để tiếp tục những câu. Nếu như những cái bài đó có những cái cao trào liên tục thì cái đó là cái kỹ thuật chị nhắc khéo với Trang để sau này mình rút kinh nghiệm, mình sẽ làm tốt hơn. Trang chỉ thiếu chút xíu cái đó thôi, nhưng trong Trang có cái sự cuồn cuộn, có cái sự dây dứt bỏ cái tâm, cái hồn của mình vào. Đó, điều đó chị rất là khen ở Trang. Bản thân anh Thành rất là thích cái giọng của em và thích cả con người của em. Thích cái cách em lên sân khấu, thích cái cách em truyền tải nội dung của bài hát, thích cái cách em đẩy cảm xúc em ra. Mỗi lần em hát, em là nghệ sĩ, em quên hết mọi chuyện xung quanh. Người ta nghe cái bài em, người ta feel được cái cô này cô có nội tâm và người ta muốn được nghe nữa. Anh hy vọng rằng là em sẽ tạo cho mình mọi điều kiện tốt nhất để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, bởi vì cái điều quan trọng nhất em đã có rồi, đó là cảm xúc và giọng hát. Những cái còn lại mình có thể làm được. Yeah. Cái thứ hai là bạn Thuận, bạn là một giọng nam rất đẹp, bạn hát tinh tế lắm. Từ cái cách bạn giả Hà Anh Tuấn, bạn để ý từng cái phát âm, từng cái thở, từng cái nhịp. Chúng tôi góp ý bạn, mỗi một tuần bạn để ý bạn làm hay hơn. Rồi bây giờ bạn trở thành bạn, bạn cũng hát rất là tinh tế, giọng nam cao mà lại dày chuẩn, bay tình cảm nữa. Cũng là một cái người mà hoàn toàn sở hữu mọi điều kiện để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Và anh chúc cho khán giả sẽ ngày càng yêu thương tụi em sẽ nổi tiếng và thành danh trong nay mai. Cảm ơn các vị giám khảo. Giờ người đang bước bên ai không phải anh, giờ người đang say bên ai không phải anh. Chắc do anh vô tâm hay tình em đã phải phôi nhạt nhòa. Giờ người bên anh mong em sẽ vui, giờ người bên anh mong em bình yên. Để em thôi bận lòng, anh sẽ ra đi vì em. Khép những ký ức ấy, baby, why did you make me cry? Tell me baby, I miss you every night. Yes, I love you, love you, love you, love you. Yes, I love you, love you, love you, love you. Cảm ơn Vũ Đoàn Ô đã hỗ trợ cho tiết mục này. Một phần trình diễn sôi động, nóng bỏng và quyến rũ. Đặc biệt là với những cái động tác vũ đạo mà khiến cho cái quần áo nó hơi xúc xổ một tí đó. Khi em trình diễn ca khúc này với những động tác vũ đạo đó, em có lường trước được cái việc là simi của mình nó có hơi xê xích một tí không? Vì cái đầu tiên thì em biết là mặc cái bộ đồ này chắc chắn nó sẽ bị hở. Nhưng mà em mà sẽ vẫn cố gắng mặc. Dạ em vẫn mặc, nhưng mà em cố gắng tiết chế lại động tác để nó đỡ không có bị hở quá. Trời ơi, phải chứ em đừng tiết chế. Nhiều đó thôi mà giám khảo chúng tôi đã phấn khích lắm rồi. Đặc biệt là Trấn Thành. Không, hay thật. Bạn được trời sinh ra, gương mặt đã điển trai rồi. Nó đã là cái lợi thế cho bạn trong cái việc tạo ra những cái ánh mắt xẹt điện. Trời ơi. Giọng một bà fan nữ. Chết rồi. Quay em có bạn đó chị Tuyết bạn không đó. Không, chị thấy em cứ bung xõa tại dưới đây có người hơn em rồi. Cứ thoải mái đi. Cha sanh mẹ đẻ ra đẹp trai cao ráo, đó là lợi thế của mình. Nhảy tốt, hợp lý, nghe không? Ánh nhìn sexy có, tất cả có hết. Em làm cho Minh Tuyết đứng dậy mà quẩy cùng em thì còn nói làm gì nữa. Trời ơi, chị Minh Tuyết chị đứng dậy chị nhảy là chuyện bình thường. Anh Nam kìa, anh nhảy luôn. Một người đàn ông sống nội tâm, trái tim đã băng giá bao nhiêu năm nay. Một người đàn ông chỉ nhìn vào những người phụ nữ chân dài khen em đẹp quá. Anh ta phóng lên, anh ta nhảy, ánh mắt anh nhìn em, anh ta xoay xi lên nhẹ. Anh thấy anh Nam có xoay xi lên nhẹ. Anh ơi, vậy em có phải là tội đồ không anh? Em không, đó không phải tội đồ. Em là nam châm. Ai biểu anh ta trái cực, anh ta bị hút, ráng chịu. Nhưng, nãy khen rồi đúng không? Giờ dập, nu, hát không có thẳng như em. Phải có ngân nhiều hơn. Bây giờ em hát lại cho anh câu mà. Em ở đâu trong cuộc đời này? Em từ đâu bước đến đây thử coi. Em là ai giữa cuộc đời này? Nè, em nghe không? Âm thanh của em á, làm thanh mở khẩu hình ngang hoàn toàn. Nu, hơi vòm tí, hơi dọc lại. Em là ai trong cuộc đời này? Em là ai bước tới nơi đây? À, thử lại đi nào. Em là ai trong cuộc đời này? Này, em bị này. Thử
này. Cuộc đời này. Ờ, đó, sẽ ra hơn nhiều ha. Ngân hơn, rung hơn và khẩu hình dọc. Cái thứ hai rất quan trọng, tôi mê cái này mà không có tôi giận. Bắt buộc ẻo cái khốt lại. Đúng không? Nhiều khi trong cái bài này nu không có làm được sao? Chính xác. Nu là ra là tùy bài đề Thành ơi. Cái bài gì nó ra nó một hồi là cái theo quán tính là nó. Cái bài này nhảy hết nguyên bài làm sao mà làm được. Và bản thân em để ý là nu hay hay như này nè. Đó hay nha. Đó hay hay vậy ra đó một tí. Phải có mấy cái đó. Nhưng mà cái bài trưng này là cái động tác em nhảy từ đầu tới đuôi là giống y chang mình đúng đòi không? Nhiều quá đâu có được trong cho nên bài này đâu. Em đâu có làm được những cái động tác kia. Thành anh khó quá anh Nghĩa ơi, em thấy anh khen rồi anh cũng có cái anh dập lại. Sao? Thôi hay là bây giờ Lâm làm thử một vài động tác ảnh yêu cầu thử đi. Có nghĩ em làm được. Ờ em xin anh Thành có thể thị phạm lại động tác lúc nãy được không ạ? Đó. Đẩy. Đó, đúng rồi. Người ta giấu để vòng trong mà. Không phải, tại vì nãy thiếu cái vụ lăng quăng không chịu. Phải có cái lăng quăng đó tôi mới chịu. Cái bài người ta nhảy, người ta có động tác vòng sao mà. Cho dù là bài gì em cũng làm cái động tác lăng quăng đó cho anh nha. Phải quơ rồi hốt lại nghe chưa. Dạ vậy em hứa nếu mà em lọc vòng sau em sẽ quơ rồi em hốt lại luôn. Em quơ, em hốt xong em chọi lại luôn cho anh nha. Bây giờ xin mời vị giám khảo điềm tĩnh nhất ngồi im trên ghế không có nhún nhảy như ba người còn lại. Chị Cẩm Ly. Trước khi chị Ly nói cho chị nói một câu. Chị Ly rất là mê Nu Phước Thịnh. Không phải mê tới cái mức. Không phải mê mà là rất là thương. Thôi mệt quá à, tôi nói em tôi mê. Thích là tôi thương mà tôi nói là bây giờ dù có tính xấu gì mà tôi lỡ thương rồi. Có tính xấu gì tôi lỡ thương rồi. Lỡ sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao mà yêu thương bất chấp vậy? Yêu thương bất chấp vậy. Tại sao? Tại sao? Một cái không hiểu nữa. Đó là không biết lý do luôn. Có thương tôi vậy không? Không. Không. Kỳ. Hỏi chi vậy? Cho một cái sự thật phủ phàng dập vô mặt. Kỳ á. Tại sao ngang ngược á? À, khó hiểu bởi vì có những cái mình khó giải thích tình lắm. Tình yêu mà mình không có lý giải được. Alo Nô hả? Ờ bớt thương em lắm. Hiểu sai cũng được em. Ờ bớt thương bớt lại nha. Ờ. Ở trong cái bài này á, em rất khó đầu tư về vũ đạo. Em tập như vậy là cũng rất là nhiều. Thứ hai nữa tiết tấu em rất là tốt. Em rất là chắc nhịp. Chỉ có duy một điều là em bị thiếu cái gì biết không? Cái nhất là những cái độ rung của Nu. Và cái thứ hai là Nu hát tuy rằng cái giọng bay, nhưng âm của Nu hát âm bật không? Em hát nó chưa có bật cái âm của Nu. Đúng rồi. Âm bật và rung ở những cái đuôi. Và lại hồi nãy mấy anh chị khen em là đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng nếu đi vào vòng trong, chị muốn thấy ánh mắt của Nu, nó nhìn giống như chích điện người ta mà rất là khiêu khích. Chừng nào mà em giết chết chị Ly á, okay, là em đã thành công đó. Đó. Và vẫn cái còn ngồi ở đây án binh bất động, có nghĩa anh là Nu chưa hiện lên. Tốt hết. Hy vọng là vòng trong thì em sẽ làm cho chị Ly đứng lên và quẩy tung chảo luôn. Mà Ly bả sau khi coi xong mọi người khen, bả vẫn say quá. Vẫn không giống nhau. Chưa, đây mới là người khó nhất nè. Đây mới là người khó nhất nè. Đây, cái dòng mà gì, dòng cô rồi đó. Không có ý là mình nói là hiểu không, tiền bối của Nu. Không hiểu, là sao? Bên kia người ta là chế, là chị, nên người ta đứng thì người ta quẩy. Còn cái dòng gì, dòng cô ngồi lãnh cảm ngồi. Chuyện kinh. Giữa lặng công
nghe bao tố trong tim. Em ơi dù cho tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn hay nhớ quá đến em. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ấm xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau. Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau người sáng hơn. Có em trong đời với anh nơi ấy bình yên. Ngày ta sánh đôi hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi ánh mắt rạng người, cầm tay bước đi tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rồi. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Em ơi dù cho tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn nhớ đến em. Hay quá. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ấm xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Giữa lúc sông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau người xa. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Em ơi dù cho tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn nhớ đến em. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ngấm xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Giữa dòng thơ cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau người xa. Chúc mừng Lâm Trần Thuận và Văn Phong. Hai chàng trai này là những hiện tượng hiếm hoi hiện nay. Tôi thấy là các bạn giọng hát đẹp, phong cách chuyên nghiệp, nam tính, đỉnh đạt, tự tin. Và vòng chung kết của chương trình này cần hai bạn. Wow. Hơn cả một lời hứa hẹn anh Nghĩa. Nó là lời khẳng định rồi. Hay quá. Sai cũng hứa hết trơn vậy. Tôi chọn hay bất quá. Chấp. Vậy thì còn chị Cẩm Ly, chị thấy phần kết hợp của hai chàng trai này thế nào ạ? Phấn khích. Chị phấn khích rất nhiều.
chị phải nói rằng giọng của hai đứa thì quá là đẹp rồi, không có còn bàn cãi gì điều đó hết. Ở Thuận á, từ xưa giờ chị đã nhận xét em, cái giọng của em rất là tinh tế, nhưng mà tại vì nó chưa đúng cái bài của em thôi. Cái chất giọng của em mà nó đúng với cái môi trường mà thả em vào là em mặc sức tung tăng. Em hát rất là thoải mái, không ai, không có đoạn nào làm khó em được. Và cái phong cách của Hà Anh Tuấn nó rất là từ từ, thoải mái, nó nhẹ nhàng, thanh thản. Thì trái lại ở bên đây Tuấn Hưng rất là bốc lửa, rất là mãnh liệt. Hai cái thái cực nó khác nhau, khi nó hòa lại cái bài này thì rất là hay. Bên Hà Anh Tuấn em có những cái nốt thả rất là giống, những cái từ mà em thả xuống một từ nó rất là giống, rất giống. Còn bên Tuấn Hưng hả, bên Phong hả, con hát mấy cái chữ mà khi mà con nghiền cái chữ là mà đừng đi là y chang luôn, hoặc là con đường ta tìm nhau, những cái đó, những cái đặc trưng. Giọng đã hay, phong cách tốt mà đã vậy có những cái điểm nhấn rất là đặc sắc, và sự hòa quyện của hai đứa nữa, cảm thấy rất là phấn khích. Chúc mừng hai đứa. Anh thấy lúc từng bạn đi ra ha, giống như các bạn đang dọn cổ á, mỗi bạn dọn một chút, nhưng mà anh cảm thấy là nó rất là vừa vặn. Ví dụ như là Lâm Trần Thuận ra trước, em hát trước là đã thấy khai vị hơi ngon rồi, sau đó là đến Văn Phong vào, anh cảm thấy nó cũng rất là đã, rồi sau đó lại chuyển sang một bài khác, hết bài này rồi chuyển sang bài khác, lại cảm thấy giống như là đầu bếp đang dọn lên một món thượng hạng tiếp theo, nhưng mà mỗi món với liều lượng rất vừa phải. Và thật sự là cái mashup nó rất là khó hát. Anh thấy là các em hát á, các em phải rất là tập trung, nếu không nó sẽ bị sai nhịp từ này kia ngay. Nhưng mà anh thấy là câu này đuổi đến câu kia, nó cứ tiếp nối nhau, rất là đã và nghe rất là hay. Văn Phong thì hôm nay diễn xuất á, là anh thấy không có gì để phải bàn cãi. Còn về Lâm Trần Thuận đó, em đã có giọng ca hay rồi, đoạn đầu cho đến gần cuối mọi thứ rất là quý ông, rất là lịch lãm. Tuy nhiên anh vẫn ước muốn lúc cái đoạn mà lên tông á, cao trào thì thường Hà Anh Tuấn á, phải có một sự bộc phát về mặt cảm xúc. Tức là cái hình thể của Hà Anh Tuấn á, là lúc đó không phải như cái đoạn trước đó nữa. Hà Anh Tuấn bước qua bên này, bước qua bên kia, trụ chân này và ngã về bên này, hoặc là ngã về phía sau, hoặc ngã về phía trước. Mọi thứ nó đều rất là nghệ, nó có cái gì đó rất là jazzy trong đó. Thì em nghiên cứu thêm. Dạ. Tôi còn trong ngọng làm chi nữa, đó đã đưa ngang từ thùa ở nào. Thì thôi người cứ yên tâm nhé, tôi chẳng bao giờ dám nói cách biệt mình gặp lại nha. Ủa sao vậy chị? Tại chị đã quá đó mà. Thực sự đối với chị á, khi mà Hoài Lê hát á, rõ ràng là chị thấy em trai của chị Quang Lê đứng trên sân khấu giống dễ sợ đối với chị nha. Cách đứng, cái bước đi luôn, cái động tác đưa tay lên hay là ngoảnh cái đầu hay ngoắt cái tay như vậy rất là giống quá. Cái hồn ở trong từng cái câu chữ giống Quang Lê gần như là 100%. Chỉ tội một cái điều á, là cái chất giọng của em á, nó không có âm sắc bén như là cái chất giọng của Quang Lê. Nhưng không có nghĩa là nó không hay. Nhưng mà đối với chị thì đã nói là bắt chước thần tượng, thì em đã bắt chước được tất cả những gì mà anh Quang Lê đã có. Dạ, cảm ơn chị Minh Tuyết. Nghe lời nhận xét là xong cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều phải không em? Dạ, em thấy em ốm lại một chút. Sao mà để cho súc mỡ đi uổng vậy? Đúng rồi, nó hốc hác quá rồi nè. Mặt bé nó ốm nhôm, ốm nhách luôn vậy đó. Ôm lo lên quá lên hay dạ. Sao? Ôm lên. À, ôm lên. Nói về cái sự hốc hác mà góc cạnh chắc chắn phải hỏi giám khảo Trấn Thành. Anh cũng hốc hác đi đúng không ạ? Lo, tại anh lo cho thí sinh. Hoài Lê bước ra cũng lo luôn đúng không Lê? Áp lực luôn đúng không? Tâm lý dạ, chứ. Chút xíu thôi. Dạ. Đó chút xíu chứ không phải không. Nhưng riêng trường hợp của bạn khen tí, giọng hát rất tốt. Tôi chỉ hơi tiếc chút xíu một xíu thôi. Là phải chi á, hôm bữa giám khảo Minh Tuyết nói là mấy bạn đừng có lạm dụng những cái tật của những người ca sĩ ta hát. Nói là không lạm dụng chứ cũng đừng có làm ít quá. Thấy cái bài đó nó bình thường đi. Thi mà đôi khi tôi thà bạn làm quá một chút còn hơn là không làm gì hết.
tôi cưng bạn là cưng những cái mà bạn nhăn mặt, bạn đẩy tay đẩy chân ra. Thật ra tôi mê mấy cái đó lắm. Để thấy được à, người ta biết cái chiêu này là của cái ca sĩ đó nè. Hãy thoải mái làm những cái gì mà mình cảm thấy thú vị nhất. Nhưng đúng là ông trời sinh cái giọng của bạn là giọng thổ hơn của anh Lê nhiều. Nó không có cái độ bay như anh Lê. Tôi không yêu cầu cái đó. Tôi chỉ yêu cầu là bạn nắm được cách xử lý thái độ, thần thái thì đúng là mọi thứ là của Quang Lê thiệt. Nếu bạn vào vòng trong làm ơn hát cái bài nào á, tiết tấu hơn một tí và thể hiện được nhiều cái thái độ Quang Lê hơn, tôi cưng bạn lắm. Ra bận bộ đồ đen tím là vô hệ tôi rồi. Có cái cây tím sau lưng nữa. Rồi có giống gì nữa không mà cưng dữ vậy? Tự nhiên thấy có dính mỡ rồi thấy vui. Cảm ơn Trấn Thành. Xin mời tiếp theo giám khảo Cam Ly. Chị vẫn giữ cái câu nhận xét từ đầu chương trình đến bây giờ là ở em á, cái tình và những cái từ mà em thả đặc trưng của Lê em đều có hết. Có hết. Chị không để ý giọng hát em luôn mà chị cứ nhìn cái đó hoài mà chị thấy Lê đàng hoàng. Đó là khi em hát á, cái đầu em nè. Có, nãy Thành không biết đấy. Cái đó nó rất không là... Không phải là không thấy cơ. Có, anh muốn thêm nhưng nhiều mà bữa nữa. Nay anh làm nhẹ quá, không. anh bị tiết chế lần có, trước làm quá, nhiều lắm. Tiết chế là tôi nhiều. Thấy nãy ổng làm nhiều. Còn chị đang nói cái đặc trưng của Lê khi mà hát từng câu luôn là Lê cứ gì nè, cái nhẹ nhẹ là em làm, chị cứ nhìn cái đó hoài luôn á. Nhưng hồi nãy chị nín thở lúc câu cuối của em, em có cảm giác không? Chị nói bị chết rồi, nó gãy cái câu ao rồi, không lên tới. Mà không ngờ em vẫn kéo và em đầy hết cái câu sau, tất cả chung quanh đều tốt hết. Mọi người phải công nhận một điều là phần lớn các bạn bắt chước chỉ bắt chước được hình thức, đúng, hình thể, nhưng không bắt chước được cái tâm, cái hồn trong câu hát. Em là em người làm có được cái điều đó. Cho nên chị ghi là em là cách xử lý và cả cái tình. Hôm nay là nhận được rất là nhiều lời khen. Nhưng đừng chủ quan, nếu đi vào trong nữa mình còn có nhiều cái giống như cái yêu cầu của anh Thành là muốn. Bây giờ tôi yêu cầu thêm một điều nữa để dằn mặt hai vị giám khảo còn lại. Lần sau bạn muốn vào trong bạn phải mập hơn nữa. Chị đề nghị em bây giờ anh Thành muốn em phải mập hơn nữa. Bây giờ cứ xin cái số điện thoại anh Thành đi đâu rủ em đi chung ăn chung là mập lên liền. Ok. Trời hợp lý. Tại sao nói về cái sự mập lại quy về cho giám khảo Trấn Thành? Không em kém. Không có nói là anh Thành mập, em chỉ nói là anh Thành sẽ dẫn em đi ăn không, chung để có vậy. Cái động lực Thành thôi. Không mập nhưng mà Thành luôn luôn tạo điều kiện và cơ hội cho người khác mập cùng. Được, chuyện nhỏ. Ok. Nhắc tới đồ ăn cái thấy nhớ quá. À, mình bỏ qua chương trình ẩm thực được không? Mình đến với thí sinh Hoài Lê, anh Hoàng Nhật Nam, anh thấy như thế nào ạ? À? Tôi rất là bất bình khi mà giám khảo Trấn Thành vừa rồi yêu cầu Hoài Lê là phải mập hơn. Bởi vì như này là vừa làm cho thí sinh của chúng ta áp lực. Nhưng mà thêm một vấn đề đó nữa là tôi đã được biết là giám khảo Quang Lê là có ngồi chung với giám khảo Minh Tuyết trong Tuyệt Đỉnh Song Ca, đã bắt đầu là đi tập gym rồi và mặt có dấu hiệu và hiện tượng vi lai luôn. Anh Lê đi tập gym rồi thì bây giờ em mà không có thành công chút, em ơi. Chút nữa thời gian nữa là em mập lên, anh Lê ốm xuống là em lại đuổi xuống. Không em ơi, cái chuyện mà Quang Lê ốm xuống là viễn vông nha. Ồ, viễn vông nha em, đúng rồi đó thiệt. Trời ơi, tài hiểu quá. Tại sao bật. Mọi người lại nói xấu em trai của tôi? Tôi nói giỡn, tôi đừng có lén lén, tuần sau mập thiệt tội nghiệp nha, tôi không chịu trách nhiệm. Em đâu. Mà vô chung kết chị mượn nguyên bộ đồ Quang Lê cho em bận luôn. Mình tiết quyền lực lắm. Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Nhật Ký Hai Đứa Mình. Ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Như Quỳnh mỗi người đều đã từng thể hiện ca khúc này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy một cái sự kết hợp giữa Như Quỳnh và Quang Lê trong ca khúc này qua sự thể hiện của hai bạn Tiến Huy và Phan Diễm. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Chị Minh Tuyết. Dòng trước á, Huy có cái âm sắc giống Quang Lê. Nhưng mà cái luyến lấy của Huy á, nó cứ bị gãy, nó không có ngọt ngào như Quang Lê. Vòng này thì chị cũng vẫn không thấy được cái sự tiến bộ đó ở em, Phan Diễm. Thực sự chất giọng em không giống giọng chị Như Quỳnh nhiều. Nhưng một khi á, em bắt chước cái nốt, cái chữ nào á, mà giống thì nó lại rất rất là giống. Nó giống vô cùng, Tư hả? Chính xác á, là tại vì cái chất giọng của em không giống.
Nhưng cái cách mà em nhả chữ, nhả em cái phát chữ âm thì chị thấy là em có cái độ gò. Và Quỳnh á, khi Quỳnh hát á, cái chữ nó phải tròn đầy hết cả một chữ thì em làm và nó gọn lại, nó trao chuốt. Thì cái đó em có hơn là bạn Mỹ Hạnh. Tụi em cứ mỗi đứa thiếu tí xíu cái này, tí xíu cái kia, được cái này lại mất cái kia. Em hát này... mấy câu đầu của cái bài, lúc đầu em vô hát rất là giống, nhưng càng đúng về rồi, sau giống như là em trở lại bản thân của mình á. Thí dụ hát không giống phải tặng tôi cái này, đó là cái biểu cảm. Hát không giống biểu cảm cũng không có nữa. Ví dụ bạn này còn có biểu cảm chút xíu, Quang Lê đi, mặc dù không có nhiều, ở ra bạn biểu cảm, bạn đứng bạn cười không. Như Quỳnh không bao giờ đứng cười vô nghĩa. Như Quỳnh là một bầu trời diễn xuất khi hát. Bài nào chị Như Quỳnh cũng thả hồn vào cái nhân vật, rồi tưởng tượng cái này cái kia ra cho sân khấu. Không có gì đâu mà bà tưởng tượng ra tất cả mọi thứ. Hát là Như Quỳnh là nói chuyện nũng nịu như vậy. Lúc nào Như Quỳnh cũng nói hát tới đâu là tay chân tới đó, mặt tới đó. Em phải làm những điều đó thì ít ra là cái phần trình diễn của mình nó đỡ nhàm chán. Tôi được biết là, và tôi cũng rất là hâm mộ giám khảo Trấn Thành bởi cái khả năng mà thể hiện thần thái cũng như là bắt chước của anh. Cho nên bây giờ tôi có thể cho anh một thử thách là anh có thể hát lại ba thần tượng của mình, tùy anh chọn được không? Dạ, mời nghệ sĩ Trấn Thành ạ. Xin mời anh lên sân khấu luôn ạ. Em mời anh. Thì đây thôi, có mặt thí sinh rồi này kia đó, mình cũng thể hiện cái tài năng của mình chút. Ví dụ như Thành có thể làm cô Khánh Ly là một nè, chị Phương Thanh là hai, người thứ ba là làm Phi Thanh Vân. Thanh ơi, khán giả yêu cầu gì kìa Thanh? Chi Bu kìa. Khán giả yêu cầu gì kìa? Chi Bu hả? Chi Bu anh. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Thành ơi, em ra chính giữa sân khấu đi, đúng rồi, chính giữa luôn đó, sân khấu của em rồi. Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh? Không đâu. Giờ chỉ còn trong nỗi đau. Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh? Giờ chẳng phôi phai vào. Mình anh bước đi trong mưa chiều, nhớ anh hàng cây vắng tanh, tiễn đưa anh về kỷ niệm. Con Ngọc là phải xoáy tí nữa. Người thứ hai đi, người thứ hai nhận ra là được rồi. Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa, mưa lạnh dưới chân ngà. Em đứng lên mùa thu tàn tạ, hàng cây khô, cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về cành lá nhấp nhô. Khánh Ly. Cô Khánh Ly. Khánh Ly. Nhưng mà Khánh chỉ có Ly điều mà, giống như là cái cô Khánh Ly mà qua phiên bản của Trấn Thành giống như là muốn ăn luôn cái cây đó đó. Cây. Cô Khánh Ly năm nay lớn tuổi rồi là tay phải run run như vậy. Khánh Ly mà thấy là tinh tế quá. Thành ơi, cô Khánh Ly mà thấy em hát vậy chắc cô buồn lắm á Thành. Thì cũng có tới lúc người ta lớn tuổi chứ. Rồi tiếp theo, tiếp theo. Tình yêu Tấn Ngọc, Tấn Ngọc. Non thưa em về. Bên dòng suối mơ. Cái miệng méo thêm chút xíu. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Ý Lan đi. Ý Lan đi. Ý Lan. Ý Lan. Trời đất. Chiều thơ giữa hồn người bênh bơ, chiều không dung người mòn mỏi không, chiều qua cho mềm mây ướm nắng, nắng gửi chiều nắng say, nắng nhuộm chiều hay hay. Đỡ anh Nghĩa, đỡ anh Nghĩa. Ý Lan có đâu có xà mà sao nó dữ vậy. Trời ơi, làm lố. Bây giờ còn một người này nữa là đố gì là ai nè. Rồi làm thử làm xem. Mời anh. Vì anh bên mai là người đến sau, yêu em trong nỗi đau. Trời ơi trời, bà đang ngồi dưới đó. Có là em mê anh quá anh ơi. Một tràng vỗ tay cho Trấn Thành.
À, vừa rồi là một cái phần hóa thân ngẫu hứng của giám khảo Trấn Thành. À, sở dĩ anh ta có những cái nhận xét nó rất là tinh tế trong từng cách hát của nhiều ca sĩ khác nhau là bởi vì cái óc quan sát của anh ta. Và Trấn Thành đã vận dụng rất tốt vào điều đó trong vai trò giám khảo của mình khi đưa ra những lời nhận xét, góp ý dành cho các thí sinh. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo đã đánh giá với tiết mục của bạn Huy và Phan Diễm. Còn bây giờ thì mời các em vào trong để chuẩn bị chờ đón kết quả nha. Đây là Hoài Lê và Thiện Nhân. Hơi bất ngờ đó con. Sao hôm nay bà đặt mang đôi guốc cao dữ thần vậy trời? Người ta lớn rồi chị. Hôm nay hơi lạ. Thứ nhất là mang đôi guốc cao quá. Thứ hai là hôm nay ai làm cái đầu nhìn ngộ quá. Nhưng mà làm cho cái mặt ốm với làm xinh quá. Cái nãy cô Tuyết quay qua hỏi, trời ơi sao hôm nay nó lớn dữ vậy Tư? Hôm nay làm giống như là thiếu nữ vậy đó. Chứ mới hôm qua đây thấy còn nít muốn chết luôn. Còn dành... trà sữa uống đây mà. Bạn này trên 18 chưa? Chưa. Dạ thưa chú Thành là con năm nay con 17 tuổi. Quá trời con rồi. 17 vậy là đúng rồi. 17 tuổi mà người ta là quán quân cặp đôi vàng mùa đầu tiên đó anh. Trời đất ơi quá 17 trời. Rồi đó hả? Con cứ nhớ 15 tuổi hoài à. Chắc có lẽ cái hình ảnh ngày xưa lúc mới có 14, 15 tuổi nó quen rồi. Bây giờ cứ nhìn nó cứ tưởng nó 15 tuổi hoài cho nên không có cho nó lớn. Trời ơi, em ơi, cảm xúc của em như thế nào khi mà em biểu diễn với anh Hoài Lê? Dạ thưa chị là lúc đầu em cảm thấy hơi ngại. Hơi ngại hả? Ủa sao em bị ngại vậy? Bởi vì là hát về tình cảm của mấy anh chị lớn lớn á, nên là em hơi ngại. Với lại lúc đầu mà anh Lê kiểu như nắm tay em muốn rút lại không để cho anh nắm. Người ta mới 17 anh em tuổi cũng à. Sai tròn tròn. Em hơi hồi hộp nhưng mà em đã biểu diễn rất ngọt ngào. Và cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em đã hỗ trợ cho Hoài Lê. Dễ thương quá, 17 tuổi xinh à. Quá. Chị Cẩm Ly, chị cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Hôm nay sao vậy Lê? Có gì không chia sẻ trước đi. Mấy bữa nay em bệnh quá. Đi chích mấy ngày nay mà thấy người nó cứ đuối. Hèn chi. Mà bị gì bệnh? Bị bệnh gì chứ mà bị gì bệnh là sao? Không, bị cái gì mà bệnh có nghĩa là ăn cái ăn gì? Ăn nhiều quá. À tức là ý anh hỏi là trúng thật hay là lấy đồ ăn đồ vô? Ông ta không hỏi câu đó là tôi hiểu rồi. Bị ho rồi đi chích kháng sinh. Trời đất ơi, cái tướng vậy mà trái gió trở trời cái bệnh liền vậy đó hả? Yêu nhớt à. Yêu nhớt à. Yêu nhớt. Tiếc lắm. Bữa nay nó không hay thì không đúng, nói hay thì nó trật. Thiếu. Nó cứ thiếu. Sao đường rầy xe lửa nó bị cọt kẹt ấy không? Kêu mà nhớt nó bôi không đủ á. Cái chạy kẹt. Nó bị vậy đó. Nó không có trơn. Không phải. Kẹt kẹt mà nó như nè, máy bay đang bay. Mà đúng là phải bay độ cao này. Em nó chưa lên tới tự nhiên nó bị gì nó rớt lại xuống. Nó tuột. Cái nó chưa lên tới nó chưa nó rớt lại xuống. Nó gặp may nó rớt. Thấp nhiệt tới. Nó gặp may nó rớt xuống. Tại sao nãy chị hỏi em là có vấn đề gì em chia sẻ? Hôm nay á, cái cục hơi của em nó có vấn đề. Thì nhiều khi chị nghĩ nếu mà em nói đó vấn đề ho thì đúng. Có những cái chỗ, cái vị trí âm thanh của em đặt không đúng cái nốt đó. Nó bị giám đường á. Là cái gì? Nó bị vướng đàm. Trời ơi. Chứ là đáng tiếc thôi. Không phải là dở hết mà nó không có được như mong đợi. Như là cái khả năng em vốn có. Cái thứ nhất là về đạo diễn sân khấu dàn dựng nè, có cái ý tưởng hay, cái cô gái này đã mất rồi,
Bây giờ mình hoài niệm lại, mình nhớ lại thôi. Mà cái quan trọng là vậy nè, cái bài phối nó hay quá, cái người ta nghe hát, nghe cái bài nó hay, cái người ta lướt qua nó lẹ. Chứ hôm nay lựa cái bài mà nếu mà hơi khó nghe một tí, bài nào lạ lạ một tí là bạn sẽ gặp vấn đề nhiều hơn đó. Quan trọng nữa là bạn có những cái đoạn lên cao, cái đoạn ao á, bạn có được cái cách để mà phô giọng mình ra, nên nó kéo lại cảm xúc được rất là nhiều. Nhưng mà Thành vẫn giữ cái quan điểm là bạn là một trong những thí sinh mà nếu bạn tập trung thật sự thì những thí sinh khác cũng phải dè chừng đấy. Chị cũng nghĩ thêm một cái phần này để rút kinh nghiệm. Even cho những người ca sĩ chuyên nghiệp mà đi hát thường xuyên mà cứ cầm một bên là cây đàn, một bên là cái mic, thì nó cũng dễ chi phối, tinh tế một chút xíu. Thì mình có thể cầm cái đàn mình rọi, xong rồi có thể là để một cái trụ mà kiểu mà trụ đứng phải không? Một cái trụ đứng cái bên á, mà đẹp đẹp á, để cái đàn nó lên trên cái trụ, rồi bắt đầu mình hát. Thì mình rút kinh nghiệm cái điều đó để lần sau thì nó tốt hơn nhé. Hồi nãy ông cầm mà tôi tưởng ông ra khai mạc, đốt đuốc khai mạc Olympic. Với lời cái này quan trọng nè Lê ơi. Hồi nãy cái đoạn ra ha, Hoài Lê quay ra mà diễn bắt đầu những cái nét của Quang Lê bắt đầu thấy cưng. Còn nửa cái bài đầu nha, bị đứng profile này không à, không thấy cái gì hết trơn. Mà người ta coi người ta bực lắm, nhìn cái bóng cái, rồi là phải quay mặt nhìn khán giả lại liền. Chứ không phải đứng dậy, ngó cái bóng rồi đứng bài luôn, rồi xong. Các anh chị nói rất là nhiều với các thí sinh ở các chương trình luôn. Nhưng mà tụi em đều bị mắc phải. Tối kỵ là mình đưa cái lưng ra ngoài. Thứ hai nữa đứng như vậy nè. Không, thật ra thì có thể là đây là cách biểu diễn nội tâm của bạn ca sĩ. Mà nói về cái phần nội tâm thì chắc chắn phải hỏi đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Có thể thấy là Hoài Lê lúc cầm cái cây nến và đi tìm kiếm một cái hình bóng cũ đó, thì thực sự là cái ánh mắt của Lê cũng thuyết phục được anh và Minh Tuyết. Hai người nhìn nhau cười và nói với nhau rằng là ôi, cái dáng quá giống đi, cưng, dễ thương giống Quang Lê, và em có năng lực diễn xuất chứ không phải là không. Và đó cũng là lý do mà để nhạc sĩ Minh Vi bố trí để dàn dựng cho em trong một cái phần mà nó có lớp lang và nó có cái cấu tứ đặc sắc trên sân khấu. Qua từng vòng thì chương trình cũng muốn dành cho thí sinh nhiều cái phần mới lạ hơn. Và thí sinh chúng ta buộc phải, không chỉ riêng Hoài Lê mà những bạn khác buộc phải làm quen, xử lý đạo cụ, xử lý với bạn diễn với mình, xử lý những cái tình tiết trên sân khấu. Chẳng hạn như là lúc mà em cầm cái nến và em cầm cái mic, em bị mất đi cái động tác tay của anh Quang Lê đúng không? Nhưng cái nghiến của em đâu rồi? Cho nên là cũng không tạo được cái phần nhìn nó hấp dẫn. Đạo diễn hoặc chương trình cho mình đạo cụ gì hoặc phục trang gì thì mình phải tìm cách mình xử lý. Em cứ hát một mình như vậy và không có những cái yếu tố gì khác trợ diễn cho em thì em cứ một màu từ đầu đến cuối, em hiểu không? Bản lĩnh hơn và mình tinh tế hơn một chút xíu. Mặc dù tình cảm và cách diễn xuất với thiện nhân thì anh thấy có, nhưng mà nó vẫn chưa đủ đã lắm. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo.